là chị đang luyện thể thôi. Bật đèn kia đây coi. Hèn chi chị nói là dư ánh vàng. Chưa cái thằng đó. Rồi bật này lên. Chị coi nào. Chị vô cái phòng trọ. Chị vô cái phòng trọ. Hello Big Vân nhé, chào tất cả các tình yêu và chúc các bạn một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Sau một kỳ nghỉ lễ dài thật là dài luôn ạ, sau 2 năm chúng ta lại gặp lại nhau và đêm hôm nay em xin phép trở lại với các bạn để phục vụ cho chính các bạn và chính các yêu con yêu của chúng ta. Được chưa ạ? Em bật mí với các mọi người là hôm nay là chúng ta sẽ đầy đủ, vô cùng là đầy đủ tất cả các size. Dạ đúng rồi chị Bích Vân, em thì đang tính nói câu đó luôn, tức 2 năm nay rồi chị em mới gặp được nhau. Nên không biết là các mẹ có nhớ em không, chứ thực sự là em nhớ các mẹ vô cùng luôn rồi. 2 năm rồi đúng không ạ? Phải nói là 2 năm nay chị em mới ngồi lại đây để mà có thể nhìn lại nhau và có thể gặp nhau và cùng sắm cho nhau, sắm cho những đứa bé, những đứa con tin yêu của chúng ta những bộ đồ. Đó, tắt like, tắt tiếng to cho chị. Em rất là vui vì điều đó, bởi vì sao ạ? Để phục vụ được các con và đặc biệt là trong một cái năm mới như thế này. Thì đó là một cái điều may mắn của bản thân em. Và em mong muốn rằng là sang một năm mới em có thể làm trọn vẹn hơn những gì mà các mẹ mong muốn. Đó, tức là gì ạ? Đem đến cho các con những sản phẩm thật tốt và thật hoàn hảo. Và đặc biệt là đem đến cho các mẹ những cái niềm vui. Tức là dù là không phải là to tát đâu ạ, nhưng mà nó là một mang một món quà ý nghĩa. Bằng cách là gì ạ? Em hứa với mọi người là sang năm mới em sẽ có những sản phẩm chất lượng hơn. Rất là nhiều mẹ thì phản ánh là hàng bên em thì không thể nào chê được, nhưng em muốn rằng cái gì cũng vậy, càng ngày càng tiến bộ và càng ngày càng trọn vẹn hơn nữa, để không phụ lòng tình cảm của các bạn đã dành cho em. Và đêm hôm nay trở lại với các bạn khai xuân đầu năm, em đầy đủ các mặt hàng cho tất cả các con luôn, để không một mẹ nào bỏ lỡ trong buổi tối ngày hôm nay hết, được chưa ạ? Em cảm ơn các bạn nha. Linh Huỳnh Mộng, hello chị ạ. Hôm nay thì em like lẻ, bởi vì khi mà các bạn cứ bật lên like lên một cái mà phía đằng sau em là những cái bộ đồ được mao móc ngay ngắn như thế này, thì đồng nghĩa việc đó là lay lẻ các bạn nhá. Để đồ tôn thì không có, thời gian ơi, hôm nay thì không có đồ tôn, tuy nhiên là có những bộ đồ hè để mặc vô cùng là mát đó, vô cùng là xinh. Hello Đỗ Toàn, chào chị, em xin đeo tôi qua canh quá chừng mà không thấy. Dạ chị Bích Vân, em xin lỗi chị là tối hôm qua thì em tính like, nhưng mà do ngày hôm qua có một số đột xuất trục trặc nên bởi vậy em tạm dời lại ngày hôm nay. Em có thông báo lại nay cửa chế của em lay lẻ rồi. Ừ, ngày hôm nay trở lại 2 năm rồi mà, phải nói là 2 năm rồi chị em mới gặp lại nhau. Hello Thu Minh Trần, chào chị nhá, chào Như Tây luôn. Ồ, rất là đông bạn đã có mặt rồi. Chào Đỗ Toan, Đỗ Toàn đây hả? Đỗ Toàn gì đấy. em thử tắt cái điện này chị Nhung coi nào. Ok, chị thấy ánh sáng này đẹp hơn này, đúng không? Trần mắt hơn, dịu mắt hơn. Mở cái khúc nào? Lúc em chưa chuyển khoản cho chị được. À Nguyễn An ơi, vậy có gì sáng ngày mai sắp xếp để chuyển khoản để tất cả các đơn sỉ được giải quyết cho sớm nhé, để đi sớm luôn nha Nguyễn An nhé. Tại vì do là ngày mai thì bên chị Nhung vẫn chưa thể nào live sỉ được. Thông cảm với chị là chị sẽ rời lại live sỉ vào ngày thứ tư, tức là ngày mai thì chúng ta sẽ tạm nghỉ và ngày mốt sẽ trở lại với rất là nhiều mẫu hot cho các bạn sỉ luôn. Và đêm hôm nay thì các bạn mua lẻ đừng bỏ lỡ trong buổi tối ngày hôm nay, để em bật mí các bạn luôn ạ. Hôm nay chúng ta có bộ nhí bé trai. Đây ạ, bộ nhí bé trai mà em đang treo ở đây ạ. Đó, đây là bộ nhí bé trai. Và có bộ Alibaba của bé gái. Rất là đẹp, bộ hè phải nói là vải thì tuyệt vời luôn rồi. Tuyệt vời luôn. Cảm ơn Bích Vân nhá, cảm ơn quần đùi trục. Đùi trục thì hôm nay không có em ạ. Tuy nhiên là có những bộ đồ để con có thể mặc luôn, tức là chọn luôn thay vì là chỉ mua mặc quần thôi. Đấy, thì nhiều khi các bạn mua quần thì thiếu áo. Nhưng ngày hôm nay là sẽ có cả áo cả quần cho tất cả các bạn, để phục vụ tất cả các bạn luôn nha. Và đặc biệt là chúng ta còn có cả bộ bé gái size đại sách nách, phải nói là cực kỳ xuất sắc và duyên dáng. Cực kỳ xuất sắc và duyên dáng đây ạ. Đó, bộ đại bé gái sách nách đây ạ. Đây ạ, thấy không ạ? Đại cho các bé từ 25 đến 45 kg luôn. Và em bật ví với các tình yêu luôn, tại vì do là nằm hơi xa một xíu. Đây, ở xa xa đây ạ. Đằng xa xa đây thì là có cả bộ đại bé trai luôn nhá các bạn nhá. Bộ đại bé trai. Chế để đèn nào. Đây ạ, sẽ có cả bộ đại bé trai nữa, tuyệt hảo luôn nha các bạn ơi. Bộ đại bé trai hàng hiệu, hàng cao cấp. Và đêm hôm nay em sẽ bán một cái giá cực kỳ sốc cho các bạn luôn. Đấy, để các bé nào mặc vừa đi học được. Có cả trai cả gái đầy đủ hết. Có quần trục bo zip chưa ạ? Quần trục bo zip thì thứ tư nhá, chị hẹn em là thứ tư để chị like sỉ nhá, Trần Lan nhá. Hôm nay thì chưa. Các bạn móc như vậy là rất là khó để chị lấy được. Các em đã móc lên chị tháo, tại vì lâu lắm mình like quá, chị like mình tháo liên tục mà.
Trần Lan ơi, chị sẽ rời lại thay vì là tối ngày mai chị lai xỉ. Nhưng mà có điều là chị sẽ rời lại ngày thứ tư nhá. À, cảm ơn Nguyễn An, đầy đủ chưa ạ? Chúng ta em đá sơ tất cả các mặt hàng trong buổi tối ngày hôm nay. Như thế này sao đấy? Đây ạ, đầu tiên là bộ nhí, bé trai nhí, size nhí được rồi ạ, ok nhá. Bộ bé trai size nhí tức là từ 9kg, từ 8kg đi ạ. Từ 8kg cho đến 23kg của bé trai. Được chưa? Nhí là từ 8kg đến 23kg của bé trai. Bé gái là chúng ta là từ... Ôi trời ơi, em bật mí cho các bạn xem cái bộ bé gái của em là thôi rồi các bạn nghiền nghiền luôn. Đây em lấy cái bộ này, em tháo cho chị luôn này. Bộ bé gái quần Alibaba, quần kết hợp với Alibaba và áo cũng vậy luôn, mặc lên là cực kỳ xinh. Đó nha, đồ cực kỳ xinh luôn. Và em bật mí với mọi người, đây là vải cô tông 4 chiều sứt. Tức là cái vải của nó là mịn, dai và cực kỳ mát. Đó là bởi vậy khi mà các mẹ cho con mặc lên là các mẹ hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Tức làm sao ạ, con có chạy nhảy mồ hôi mồ kê đồ kia ra thoải mái luôn. Cũng thoải mái vô cùng là mát. Bởi vì sao, nếu như các mẹ mua cho con những bộ đồ mà nó pha vải pha thế ạ, vải mà pha poly thì đồng nghĩa việc con mặc lên là cứ cảm giác là ủa sao ta vậy, mùa các mẹ cứ nghĩ là mùa hè thì nó sẽ là mọc rôm nọc sảy. Đó không phải đâu ạ. Cái quan trọng là các con mặc trên mình những bộ đồ thoải mái, vải chất lượng, con cảm thấy nó mát mẻ thì đồng nghĩa việc tinh thần con thoải mái và mồ hôi nó cũng ra bớt lại, đúng chưa? Thì đồng nghĩa việc là rôm sảy nó cũng bớt lại. Đó là cái lý do tại sao mà các mẹ nên cân đối khi mà mua cho con những bộ đồ mặc vào những dịp hè nóng nực này nhá. Cảm ơn. Rồi, ok, đây là bộ nhí của bé gái. Bộ nhí của bé gái của chúng ta Alibaba này có size từ 8kg cho đến 23kg luôn. Đó, rồi ok nha. Và đặc biệt là chúng ta sẽ qua nhanh luôn bộ đại của bé gái. Qua nhanh luôn bộ đại của bé gái đây ạ. Trời ơi, nó đẹp. Bộ đại bé gái thì thôi rồi luôn. Bộ đại bé gái là từ 25kg cho đến 45kg luôn. Là coi như là hôm nay là các mẹ sẽ mua được cả chị cả em rồi. Tại vì nhiều mẹ thì phản ánh với em là chị ơi, nhiều khi chị like bộ nhí thì hôm nay lại thiếu bộ đại, hoặc là hôm thì thay like bộ đại thiếu bộ nhí. Đó là nhiều khi là mua được chị lại thiếu em, mà mua được em thì thiếu chị. Đó, ngày hôm nay thì em hiểu được cái điều đó, tâm tư của các mẹ, thì em đã phục vụ cho các mẹ là cả trai cả gái và cả nhí cả đại luôn. Là coi như là đầy đủ các size số cho các bé luôn. Được chưa ạ? Rồi, bộ của bé gái cũng vậy, từ 25 cho đến 45 ký các bạn lưu ý nha, và cũng đủ màu sắc cho các con luôn, thao hồ luôn, các con sẽ bận luôn trong một mùa hè như thế này đây ạ. Rồi, và em bật mí với các bạn luôn là bộ đại bé trai chúng ta có đầy đủ hết. Bộ đại bé trai thì thôi rồi, nó đẹp một cái hoàn hảo luôn các bạn ơi. Hàng đó là hàng cao cấp rồi. Bộ đại bé trai nó là hàng thương hiệu Happy Kids nha các bạn nhé. Bộ đại bé trai là một thương hiệu vô cùng là lớn, bởi vì sao ạ? Đó là một thương hiệu phủ sóng toàn quốc rồi. Cái chất lượng hàng và chất lượng vải và đường kim mũi chỉ thì phải nói là tuyệt vời, bởi vì hàng này thường thì nó sẽ đẩy vào những cái trung tâm thương mại lớn. Thay vì các bạn nghe như vậy, các bạn nghe em giới thiệu như vậy, các bạn chắc là trời ơi chết rồi. Hôm nay bộ đại bé trai chắc là giá cao lắm đây, đúng không ạ? Thì chắc chắn rồi, bởi vì sao ạ? Khi mà các bạn mua những bộ đồ mà Happy Kids như thế này ở ngoài thị trường thì nó rơi vào tầm khoảng từ 150 đổ lên. Tức là 150 đổ lên nhá, chứ các bạn chứ không có thể nào mà dưới 150 đâu. Nhưng bật mí với các bạn luôn là hôm nay em sẽ bán không dưới một, không bao giờ trên 100 đâu. Em bán thì nếu mà những sản phẩm nào mà em bán trên 100 thì em cứ áy náy làm sao đó. Nên bởi vậy em chấp nhận dù cái vốn của em bỏ ra cao, nhưng đồng nghĩa việc em sẽ tính làm sao để cái giá thành của em luôn luôn ở dưới 100 đồng, chưa đến 100 đâu, các bạn đừng lo điều đó, được chưa ạ? Rồi bây giờ bật mí xong rồi ạ. Bật mí đầy đủ các mặt hàng của chúng ta rồi ạ. Đầy đủ luôn rồi. Bộ bé trai cũng có 3 màu, bộ bé gái có 5 màu, bộ bé trai nhí có 6 màu, wow, quá nhiều màu luôn. Và bé trai, bé gái nhí cũng vậy luôn, cũng có 5 màu luôn, thao hồ nhé. Và em bật mí cho các bạn luôn là chỉ trong vòng khoảng 3 phút nữa thôi là em bắt đầu em bán để em báo cho các bạn luôn. Và em bật mí cho là đầu ngày hôm nay là ngày đầu xuân, và ngày hôm nay em sẽ có một cái món quà nho nhỏ cho các bạn. Chúng ta chơi mini game một xíu để cho khởi động tinh thần, bởi vì 2 năm nay chị em chúng ta không gặp lại nhau. Em chưa bán bởi vì sao, em biết là các bạn đang mong chờ vô cùng. Nhưng mà bởi vì do là nhiều bạn kêu chị ơi thôi chơi một cái xìu đó đi, nhớ nha. Thậm chí mà chiều hôm nay thì em khi mà em post cái Facebook lên một cái thì tới 3-4 mẹ kêu tối nay chị có gì đó không? Vui vui một xíu, gọi là nhà chào xuân chào năm mới đó. Nên bởi vậy thôi, bây giờ em dành cho các bạn khoảng đúng 5 phút nhé. 5 phút em coi nhà chị có xem là bây giờ là mấy giờ rồi. 5 phút, dạ yeah, có chị Ngọc Linh ơi, em vừa giới thiệu đấy ạ. 5 phút nhá, bao nhiêu em? 8:40, ok, đúng 8:45 là em sẽ công bố kết quả luôn. Tức là toàn bộ những cái mặt hàng hot trong buổi tối ngày hôm nay, em bật mí là một giải thưởng vô cùng là thực tế và vô cùng là chất lượng, vô cùng là giá trị. Đó là gì ạ? Toàn bộ cái sản phẩm trong buổi tối ngày hôm nay em xin phép trao cho một người mẹ may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay, với điều kiện chúng mini game đơn giản lắm.
chưa bao giờ chơi mini game ở đâu mà dễ như ngày hôm nay và dễ ở chơi nơi em. Tại vì do là nhiều mẹ trúng mini game, mấy bạn trời ơi sao mua chơi mini game xong mà dễ như vậy. Đó, mini game ở đây là gì ạ? Các bạn ơi, bạn nào muốn mua những combo như thế này? Combo ở đây là gì ạ? Combo tức là cả 6 bộ bé trai, cả 6 bộ 5 bộ bé gái và hoặc là cả 5 bộ bé gái đại. Rồi, cả 3 bộ đại bé trai, hàng cao cấp, hàng Happy Kit với giá sốc toàn tập các bạn nhé. Chỉ có 29.000 một bộ thôi ạ. Tức là sao ạ? Một cái giá mà các bạn nghe là các bạn muốn xỉu luôn rồi. Chỉ có 29.000 một bộ các bạn nhá. Trời ơi, nếu như mẹ vừa con trai. Ví dụ như là em nói là các bạn ơi, các bạn mua đây. Em sẽ bật mí cho các bạn luôn. Đây, bộ đồ bé trai đây ạ. Combo này em sẽ ban cho các bạn. Đầu tiên combo này nhá, em giới thiệu luôn. Nếu như bé trai mà các bạn mà vừa, nếu các bạn là con gái thì các bạn sẽ lấy đồ con gái. Nếu như là các bạn là con trai thì các bạn sẽ lấy đồ con trai. Wow, wow, chỉ có 29k. Tức là sao ạ? Em xin lỗi mọi người là em chỉ lấy 29.000 ở đây gọi là gì, để các bạn không phải mang tiếng là đi được tặng. Bởi vì người ta hay quan niệm là của tặng, của cho, của lo đấy các bạn. Nên bởi vậy thôi thì các bạn cứ mua đi. Mua với giá 29.000 một combo 6 bộ như vậy. Rồi, đồng ý không ạ? Bạn nào muốn mua combo này tất cả 5 bộ như vậy chỉ có 29.000 thôi. 29.000 không phải một bộ đâu, 29.000 6 bộ này nha các bạn. 29.000 6 bộ này luôn. Thế mới đi khổ chứ. 29.000 6 bộ. Các bạn hãy comment giúp em đi ạ. Comment giúp em là tham gia và chia sẻ, đồng thời để lại số ký cho em để em ước lượng là ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu mẹ tham gia ngày hôm nay nhá. Dành giật thôi chứ không có cho em một đứa. Hôm nay cố gắng lên Gấm ơi, cố gắng lên nhá. 29k kèm số điện thoại và đã chia sẻ bao nhiêu lần giúp em để em lưu lại ở đây. Và ngày hôm nay em sẽ xin phép là bốc ngẫu nhiên. Bốc ngẫu nhiên ở đây là gì ạ? Ba mẹ. Với những mẹ nào chia sẻ lợi trội hơn, nhiều hơn và tương tác tốt hơn thì em xin phép tắt, em sẽ ghim luôn. Được chưa ạ? Rồi, bạn nào muốn mua nguyên một combo 6 bộ như thế này, màu sắc vô cùng là tinh tế, vô cùng là sáng. Đó, trời ơi, em nói là phối đồ rất là tinh tế. Bởi vì sao ạ? Khi mà em may ví dụ như cái áo này màu cốm thì em luôn luôn đi một cái tông rất là tối, tối nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là tối lịm, tối đồ này kia để làm chi, để tôn lên cái áo và nhu được cái áo và tôn lên cái quần. Đó, rất là tuyệt vời nha các bạn nha, nhớ nha. Nên các bạn hôm nay là các bạn không tranh thủ trời, các bạn nhìn này, màu xám đi với màu đỏ đô là hoàn hảo đúng không ạ? Thay vì nếu mà đi màu đỏ đô với màu cốm thì nó đã không đẹp, nhưng mà xám đi với màu đỏ đô thì tuyệt vời luôn. Tham gia chia sẻ và để lại số điện thoại, đồng thời là ghi giùm em là đã chia sẻ bao nhiêu lần nha các bạn ơi. Ok chưa ạ? Để chúng ta bắt đầu luôn, để không mất thời gian của các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta có cả trai cả gái cả nghĩ cả đại, tới 45kg luôn. 45kg luôn. Nên bởi vậy nhiều mẹ thì kêu là chị ơi, nhớ lỡ mà con em mà khoảng tầm 30kg thì có được chi mini game không? Được chứ ạ. Nếu như mẹ ở con lứa tuổi nào thì ngay lập tức các mẹ sẽ được hưởng bộ đồ ở lứa tuổi đó. Tức là ví dụ con 25kg thì em sẽ lấy bộ đồ 25kg. Và nếu như con của bà các bạn ở lứa tuổi là 35kg thì em cũng lấy luôn ở 35kg nhá. Em không phân biệt nhá. Để bởi vì đã mini game là chơi, chơi là phải vui và vui là phải có ý nghĩa. Đấy, chứ không thể nào mà chơi xuông, chơi đồ này kia đâu ạ. Em rất là thực tế. Thay vì là cứ tặng đồ này kia, tặng bừa tặng bãi thì em tặng luôn thực tế các bạn luôn là những bộ đồ này luôn. Đấy, biểu biết sao, vì nhiều khi là buổi tối ngày hôm nay các bạn lên cái bạn vui vui bấm cái tự nhiên bỗng dưng được nguyên một cái combo gì đâu mà cả 6 bộ như thế này mà có 29.000 thì chắc là cũng xỉu thôi, chứ không còn thể nào mà tưởng tượng hết nổi luôn. Sung sướng quá, như bản thân em thì chắc em cũng ngất ngây luôn. Rồi các bạn ơi, chia sẻ bao nhiêu lần giúp em đây ạ? Các bạn comment giúp em là chia sẻ bao nhiêu nhá. Tham gia và đã chia sẻ bao nhiêu lần giúp em để chúng ta bắt đầu luôn, đồng ý chưa ạ? Tham gia và đã chia sẻ bao nhiêu lần để chúng ta bắt đầu luôn nha. Em ơi, bao nhiêu phút rồi em nhỉ? Để chúng ta công bố luôn nào. Chị muốn công bố luôn và cuối giờ chúng ta sẽ chơi một đợt nữa. Cuối giờ còn bao nhiêu phút nữa? Còn 2 phút nữa thôi ạ. Em ơi, em kiểm tra giùm chị xem các bạn đã chia sẻ chưa nhá. Bởi vì do là tất chắc chắn một điều là khi mà lỡ mà mẹ đó được cô trúng thưởng, lỡ mà mẹ đó được trúng thưởng mà lại quên mất một điều là không chia sẻ thì ngay lập tức là các bạn sẽ không được công nhận đâu nha. Điều đó quan trọng lắm luôn. Cảm ơn Ngọc Linh này, chia sẻ 3 lần trên cá nhân và 30 lần trên hội nhóm. Ôi tuyệt vời quá. Cảm ơn Ngọc Linh, cảm ơn bạn chị Kim Anh. Kim Anh chắc chắn là khi các bạn mấy bạn cố gắng lên nhá. Cảm ơn Quỳnh Lưu này, 20 lần, tuyệt vời. Cảm ơn Phương Nguyễn yêu yêu của chị, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn Linh Phạm luôn. Rất là đông các bạn đã có mặt hôm buổi live ngày hôm nay rồi. Hãy chia sẻ về để làm chi, để giới thiệu cho những người bạn, những người họ hàng, thậm chí là cô dì chú bác biết được đây là một nơi mua hàng mà các bạn đã đặt niềm tin, là một nơi mà các bạn có thể trao trọn niềm tin để lựa cho con những bộ đồ tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Với giá vô cùng là ưu đãi. Và em bật mí với các bạn luôn là trong năm nay em sẽ cố gắng đẩy lên cái lịch live stream phục vụ cho các con nhiều hơn một xíu nữa. Thay vì là những năm như năm vừa rồi là em chỉ live một tuần có một buổi duy nhất thôi, và tuần này thì năm nay em sẽ cố gắng đẩy làm sao một tuần ít nhất là 2 buổi các bạn nhớ nha. Đó, nên để làm sao để phục vụ được cái số đông của các mẹ mua hàng, nhu cầu mua hàng quá đông của các bạn.
được chưa ạ? Đó, đây là bộ bé trai, bộ bé trai em tạm thời có qua đây. Chị chia sẻ rồi, em kiểm tra giùm chị có xem bao nhiêu bạn chia sẻ nào. Ủa sao vậy? Có gì mà vui như hội thế này? Nó quay như trong trống cái gì trời. Rồi được chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Tham gia nha các bạn ơi, sẵn sàng chưa ạ? Mấy phút rồi em? Còn một phút nữa thôi đúng không? Rồi các bạn ơi, cố gắng lên nào. 4:35 rồi đúng không? Rồi ok nào. Các bạn ơi, chưa chia sẻ tranh thủ chia sẻ, mất công lát nữa lỡ trúng thưởng một cái thì lại vô kiểm tra trang cá nhân, các bạn lại không chia sẻ thì rất là uổng nhá. Rất là uổng luôn. Cho chị mời một cái điện thoại nào mạnh nhất để chị có thể kiểm tra được cái các bạn comment chia sẻ chưa. Bởi vì do là bên đây này, đúng rồi, để chị Nhung sẽ kiểm tra bạn nào chưa chia sẻ để tiếc vô cùng nếu như các bạn không chia sẻ. Cảm ơn Phương Nguyễn, cảm ơn Lưu Quỳnh, rất là đông. Em thấy chị Thu Trinh luôn, em thấy chị Hoài Nhung và em thấy rất đông các mẹ đã có mặt trong buổi live ngày hôm nay. Và chắc chắn một điều, khi các bạn mua trong hàng của bên em cam kết các bạn nếu hàng kém chất lượng, các bạn được quyền gửi hoàn về cho em, được chưa ạ? Bởi đó là cái gì? Đó là cam kết, đó là uy tín và đó là cái danh dự và chất lượng hàng bên em. Để tạo nên một cái thương hiệu như thế này thì em chắc chắn một điều là em sẽ có một cái điều cam kết gì đó các bạn. Đó, những bộ đồ hoàn hảo như thế này và giá cực kỳ chất lượng như thế này. Em đứng lên tháo chị. Những bộ đồ xinh, vừa chất lượng, vừa giá, mẫu mã, vừa giá cả. Đó là cái cam kết của bên em và em luôn tâm niệm điều đó. Khi mà đến mang đến những sản phẩm cho các mẹ thì em phải mang gì ạ? Vừa mát, vừa chất lượng, vừa an toàn cho các bé. An toàn ở đây là gì ạ? Bảo đảm sức khỏe cho các con khi khoác lên mình những bộ đồ, làm sao các con thoải mái nhất có thể. Bởi vì cái lứa tuổi của các con là lứa tuổi nhi đồng, lứa tuổi thiếu nhi và lứa tuổi trẻ em. Đó thì các con tinh nghịch vô cùng luôn, luôn luôn là năng động. Đó thì chắc chắn một điều là cái chất lượng hàng phải đi đôi với sức khỏe đó. Nên mà nếu như các bạn mặc những bộ đồ ngứa ngáy thì chắc chắn các con sẽ rất là khó chịu. Bản thân mình cũng vậy thôi, nếu mà khoác lên trời nóng như thế này mà khoác lên những cái áo mà nói là nóng ngứa pha đồ này kia thì bản thân mình còn khó chịu, mà nhiều khi là còn cấu bản lây nữa, hay là gọi là giận cá chấm thớt đấy các bạn, giận cá chấm thớt đó. Nên bởi vậy các bạn nên cân đối về cái vấn đề mua hàng cho các con để làm sao để đảm bảo sức khỏe cho các con nhá. Và khi các bạn đến với em thì em cam kết với cái điều đó các bạn, đúng chưa ạ? Đây là Ali của ba của bé gái, các bạn có muốn xỉu không ạ? Các bạn đừng ngại về vấn đề là ông trời ơi chị ơi, nếu mà ví dụ như 35 độ thì liệu rằng mặc bộ đồ này có được không. Đấy các bạn ơi, các bạn hãy hình dung như thế này đây ạ. 35 độ càng phải mặc những bộ đồ như thế này. Bởi vì sao? Thứ nhất, chất liệu vải cô tông 4 chiều vô cùng là mịn, vô cùng là mịn. Các bạn cứ nhận được vải các bạn sẽ thứ nhất lên luôn. Vô cùng là mịn. Đó thì các con sẽ được bao mình, bao bọc xung quanh da của các con những cái chất liệu vải mỏng, mịn, mát như thế này đây ạ. Nó không quá mỏng, không quá dày, rất là vừa phù hợp cho mùa hè. Còn nếu như các con trời nóng quá mà các con cứ ba lỗ xách dây thì nhiều khi em nói thiệt lòng luôn đấy, cứ như là đi tắm biển 3 ngày liên tục quá, về nó đen cánh, đen đồ, đen đổ này kia ra luôn á. Thì sẽ có những bộ đồ như vậy vừa bảo đảm che đủ cái phần, những cái phần da trên cơ thể của con và cực kỳ mát. Đó là cam kết của em. Nếu như các bạn sở hữu tôn thì đồng nghĩa việc là tôn cái độ bền của nó rất là kém và mau nó nhăn rồi giặt này kia rất là nhanh. Còn sử dụng những cái bộ đồ cô tông 4 chiều như thế này, các bạn cho vào máy giặt quay mà nó là tít thò lò luôn cho em luôn cũng được. Đó, ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi chuẩn bị công bố nhá. Mẹ nào mà là có con gái thì các bạn sẽ sở hữu luôn combo của bé gái đây ạ. 29.000 đồng. Đúng ra thì em muốn tặng 0 đồng luôn, nhưng mà thôi, tại vì do là em thì em cứ hay quan niệm như vậy này. Nhiều khi em nhận một cái món quà nào đó của người nào đó thì em luôn luôn tự ý, giống như là một cái gánh nặng vậy đó. Đó thì em muốn, thay vì em nói ở thôi tặng cho các bạn đi, thì người ta nói là của biếu, của lo, của cho là của nợ. Thì thôi em không biếu các bạn, em không cho các bạn đâu ạ. Mà các bạn đang mua với giá 29 ngàn đồng về cứ vỗ ngực lên, ửng lên, kêu trở, hôm nay tao mua được nguyên một combo 29 ngàn. Hôm nay tao là thiên tài chứ không phải là gì hết. Vượt qua mấy trăm người mà tao trúng thưởng tao mới là thiên tài, đúng không ạ? Chứ nếu mà ví dụ có 1-2 người mà trúng mình thì nó có chẳng có gì hấp dẫn. Y như kiểu một đợt thi đấu mà có 4 đội mà mình đạt giải 3 thì có gì hấp dẫn. Thay vì là 400 đội mà mình thải 3 thì mình là đúng là hoàn hảo luôn. Đó các bạn nhớ nhá. Và đây là bộ bé gái đạt, em sẽ đầy đủ luôn. Nếu như các con ở lứa tuổi, nếu như các con ở lứa tuổi là từ 25kg cho đến 45kg, tối hôm nay cũng sẽ có hàng luôn. Đẹp chưa ạ? Xinh không ạ? Đó, xinh chưa ạ? Trời ơi, nó là vừa thể thao, vừa năng động và vô cùng là duyên dáng. Bởi vì có những bộ đồ như thế này cũng sẽ được sở hữu luôn 29 ngàn luôn. Ok nhá. Đó nên bởi vậy mẹ nào vừa số nào là cứ báo em, và mẹ nào trúng thưởng là mẹ đó sẽ được hưởng luôn nhá, chắc chắn luôn. Đây là bộ bé gái, em sẽ móc tạm thời qua đây. Và bộ bé trai thì thôi rồi, tuyệt vời nhá. Rồi xong chưa chị ạ? Bắt đầu công bố nha. Ok chưa ạ? Công bố để chúng ta bán giá luôn. Em sẽ bật mí luôn. Bộ bé trai em sẽ công bố luôn, bộ bé trai giá luôn ạ. Em sẽ công bố bộ bé trai giá luôn, bộ bé gái giá luôn và bộ bé gái size đại luôn. Bộ bé trai size đại luôn, có đầy đủ hết luôn. Tất cả là đều có size từ, tức là tối hôm nay chúng ta có size là từ 7kg cho đến 45kg luôn. Rồi công bố em nha. Cho chị mượn một cái điện thoại để chị công bố luôn ạ. Mẹ nào chưa chia sẻ tranh thủ chia sẻ để em công bố luôn rồi ạ. Đồng ý chưa ạ? Nào, ai chưa chia sẻ? Trời ơi, đông lắm, đông lắm. Mời vậy các bạn tranh thủ chia sẻ để chúng ta công bố luôn nha. Rồi,
Bây giờ em chỉ đơn giản vô như thu cuối cùng đây. Đây là điện thoại của bên em. Các bạn nhìn nhá, em sẽ cho các bạn coi điện thoại bên em. Điện thoại bên em đây ạ, các bạn nhìn cho em đây ạ. Tất cả đây là điện thoại chủ, bởi vì giờ là đang vào trực tiếp cái trang Bambay của em luôn, nên các bạn cứ yên tâm. Điện thoại của em như thế nào thì điện thoại của cái máy mà các bạn đang nhìn màn hình chính của em là đều như thế. Ví dụ như bạn Như Quỳnh này, Lý Thanh này, combo bé gái kèm số ký số size của em nhé. Các bạn ơi, bạn nào muốn tham gia Minigom và hưởng giá 29k hãy comment giùm em là chia sẻ, đã chia sẻ đi ạ. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, bây giờ là Minigame, em xin phép chính thức thông báo bắt đầu. Mẹ ơi, các mẹ ơi, vô cùng thể lệ, vô cùng đơn giản. Các bạn ơi, bạn là chỉ cần chia sẻ ít nhất 2 lần trên trang cá nhân và các hội nhóm giúp em. Ngay lập tức các bạn sẽ có cơ hội luôn. Em chuẩn bị thông báo nha các bạn nha, em chuẩn bị công bố luôn ạ. Rồi các bạn nghe rõ cú pháp sau đây. Cú pháp đứa nào cho mà chị cú pháp đi ai coi. Các bạn ơi, các bạn hãy bấm nhanh thật nhanh cú pháp của em. Và mẹ nào hiện lên màn hình chủ của em đầu tiên và đúng cú pháp, không cần viết dấu các bạn nhớ nhá, nghe cho rõ nhá, không cần viết dấu, chỉ cần đúng nội dung và hiện lên màn hình chủ của em đầu tiên thì ngay lập tức các bạn sẽ được mua những bộ đồ nguyên một combo như vậy với giá là 29.000. Nghe có xỉu không ạ? Nghe có xỉu không ạ? Em là em chơi tới bến và chơi hết nước luôn ạ, chơi to thật là to luôn. Rồi, bắt đầu nha. Các bạn ơi sẵn sàng chưa ạ? Các bạn hiểu cô thể lệ chưa ạ? Sẵn sàng nha. Nghe cú pháp của em và bấm bạn nào hiện lên đầu tiên trên máy đi chủ của em và không cần biết dấu, chỉ cần đầy đủ nội dung và đúng chính tả. Đầy đủ nội dung và đúng chính tả, không được quyền viết tắt, được chưa? Không được viết tắt nha. Các bạn hiểu thể lệ chưa ạ? Rồi, chuẩn bị cú pháp. Chuẩn bị cú pháp nha các bạn ơi, sẵn sàng chưa ạ? Cú pháp của chúng ta là: đêm hôm nay quyết săn hàng đẹp 29k, ok chưa ạ? Rồi, đêm hôm nay quyết săn hàng đẹp 29k và kèm số điện thoại cho em. Đêm hôm nay quyết săn hàng đẹp 29k và kèm số điện thoại cho em, được chưa ạ? Số điện thoại. Đêm hôm nay quyết tâm hàng là săn hàng đẹp. Rồi, bạn nào đầu tiên đây ạ? Bạn đầu tiên của chúng ta là bạn Thảo Nguyên gì đây? Đêm hôm nay quyết săn hàng đẹp 29k, số điện thoại. Ok, chúc mừng bạn Thảo Nguyên. Nhưng đâu rồi, mất rồi, thấy nó rồi. Ủa? Chúc mừng Thảo Nguyên nha, chúc mừng Thảo Nguyên đã trúng thưởng. Ôi bạn trúng, Thảo Nguyên ơi, em thoát like ra và inbox cho chị Nhung số điện thoại và số điện thoại và số ký nhé. Ok, trời ơi, chúc mừng em này, chúc mừng mà bạn nào. Đêm hôm nay quyết săn hàng đẹp 29k, số điện thoại. Ok, chúng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy đầu tiên là một mẹ đó, khoảng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ chơi tiếp mini game. Được chưa ạ? Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ chơi tiếp mini game luôn. Nửa tiếng nữa nha. Thảo Nguyên này ở đâu vậy? Em á. Bé nào? Em hả? Tao giết mày. Tao giết mày. Không tính nha các bạn ơi, cho tôi giết chết. Cấm. Trời ơi, tôi thấy hỏi của Thảo Nguyên nào, tôi thấy avatar thấy quen. Các bạn ơi, không nha, chị chơi nghiêm túc đấy, cấm tụi bay làm từ nãy giờ, mèn đất ơi. Trời đất ơi, các mẹ ơi xin lỗi các mẹ là, tôi muốn cho bây giờ đấy. Nhân viên của em nó ngồi nó bấm tại vì nó săn hàng cho con, cho cháu nó. Chắc chị giết em nha. Không các mẹ ơi chơi lại từ đầu, bởi vì do là cái màn Thảo Nguyên này xị xóa nhá. Thảo Nguyên này là của bé nhân viên của em. Chắc chị giết nó luôn á. Không, đừng buồn, bởi vì sao ạ? Em bỏ dấu nên lâu quá, chế đã dính trưởng. Không, tức là chị xóa cái mini game hồi nãy nhá. Cái bạn Thảo Nguyên hồi nãy là bạn trúng thưởng, nhưng có điều đó là bạn nhân viên của chị. Chị không công bố, chị không công nhận, cấp nhận nhá. Chị đâu có biết đâu, chị thấy ủa sao kỳ vậy, cho tự nhiên Thảo Nguyên gì đấy, quen ven. Nó hiện lên đầu tiên chị ghim luôn. Chị cũng bó tay chống con. Thôi bỏ nhá, bỏ qua cái quả đó, bây giờ làm lại từ đầu được chưa ạ? Làm lại nhé, ok, đúng chính xác luôn, làm lại lên nhá. Làm lại. Ba đứa ngồi im, chưa khi nào bắt đầu like thì bắt đầu được ký kết quả. Còn mấy cái này không. Mới có con đâu mà, mới có cháu đâu mà. Rồi, ok nha. Thế em được rồi. Ủa không, tại vì do là nó bị đẩy lên mất rồi nên chị Nhung không nhìn thấy. Bây giờ chơi lại nào, mini game lại từ đầu nào. Chia sẻ chưa các bạn ơi, nào mini game lại nha. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm cho em cái combo bạn nào hiện lên đây. Thôi cái này thì nhanh nhất đây. Khỏi luôn, các bạn nhìn thấy hai con số. Đây là con số mà em sẽ viết hai con số vào đây. Và mẹ nào bấm đúng con số đó hiện lên trên đầu tiên này, ngay lập tức em sẽ công bố luôn. Được chưa ạ?
giới hạn luôn cho các bạn luôn nha. Em bắt đầu viết nào. Bấm con số từ, chỉ cần bấm con số từ 00 đến 20 thôi. Các bạn nhớ nha, từ 00 đến 20 thôi em giới hạn cho các bạn luôn, để chúng ta bắt đầu nhanh mini game trong buổi live ngày hôm nay luôn. Từ 00 đến 20 thôi ạ. Các bạn nào bấm đúng con số này hiện lên trên màn chủ của em đầu tiên thì bạn đó sẽ trúng thưởng luôn. Ok chưa ạ? Đó, em để ngay lên đây nha. Đây em đang chia đây ạ. Từ 00 đến 20 thôi các bạn, đừng bấm vội vào. Đấy, ngừa không nhìn được đâu chị ơi hả? Đấy. Đây, từ 00 đến 20 thôi các bạn ơi, chuẩn bị luôn để chúng ta luôn nhé. Từ 00 đến 20 giới hạn luôn, các bạn nhớ để lại số điện thoại luôn để em biết đâu được. Hên quá. Dạ vâng. Nhân viên của em đúng là cà trớn. Nó nhanh không tưởng tượng nổi. Em không để ý, em không để ý là trúng thưởng đấy các bạn ạ. Rồi, từ 00 đến 20 thôi các bạn nhớ nhá. Đây là con số của em đây này. Em viết rất là nhanh thôi. 00 đến 20 em đang nhìn đây ạ. Đó, 00 đến 20 các bạn chỉ cần bấm hai con số nó nằm trong khoảng 00 đến 20 thôi. Em ghim, em cho các bạn xuống luôn. Em cho các bạn xem luôn để chúng ta công bố luôn. Đấy, thấy chưa ạ? Trời đất ơi, nó đơn giản lắm. Từ 00 đến 20 em đang đọc nhá. Phương Nguyễn 07 này, 08, 09 này, 18, 10 không đúng đâu ạ. Phương Nguyễn 10 này không phải này. Bạn Trịnh Tươi 11 không phải này. Ok này, chúc mừng bạn Phương Nguyễn với con số là 12. Để em kiểm tra xem. Chúc mừng Phương Nguyễn với con số là 12 nha. Chuẩn vô cùng luôn. Chị sẽ kiểm tra xem Phương Nguyễn. Chúc mừng Phương Nguyễn với con số 12 đây ạ. Con số 12 đây ạ. Con số 12 của chúng ta. Thế là xong rồi các bạn nha. Mini game vui quá, đi thôi để chúng ta bán hàng với giá rất là dốc các bạn luôn. Các bạn đừng lo ạ. Đây là con số 12 trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc mừng Phương Nguyễn. Và bây giờ em sẽ kiểm tra xem Phương Nguyễn có chia sẻ không các bạn nhớ nhá. Bây giờ em sẽ kiểm tra luôn Phương Nguyễn có chia sẻ không. Thế là xong luôn để chúng ta bốc bầu luôn. Và đêm hôm nay em sẽ sale xả giúp các bạn giá cực kỳ sốc. Phương Nguyễn cho chị Nhung nào. Đây Phương Nguyễn này. Chị xem kiểm tra Phương Nguyễn avatar. Em sẽ kiểm tra luôn xem Phương Nguyễn có chia sẻ cho em không nhá. Phương Nguyễn này. Phương Nguyễn này. Phương Nguyễn này thì chắc chắn không phải là trong ba bạn nhân viên của nhà em rồi. Em thích quá đi à. Để chị coi nào. Phương ơi em thoát live ra và em inbox cho chị Nhung gấp đi. Bởi vì do là nhiều bạn Phương Nguyễn trong cái trang này quá. Em inbox cho chị Nhung vào cái trang xưởng đi để chị Nhung tìm cái trang của em cho nhanh. Ôi sao nhiều Phương Nguyễn quá. Em sẽ kiểm tra luôn để xem Phương Nguyễn có chia sẻ không nha. Em thoát live ra đi, em inbox cho chị Nhung luôn để chị vô cái trang cá nhân của em luôn cho nhanh nào. Để khỏi mất thời gian của các mẹ nào. Nhanh nào, nhanh 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 lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào. Nhanh lên, nhanh lên nào. Để chị Nhung kiểm tra luôn. Đó, nhanh 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 nha bé. Nó quay vòng vòng. Ủa vậy hả? Cuộc đời là tia nắng tiêu đổi em trước mà. Giang Tiên hello nha. Rồi chúng ta chuẩn bị chưa ạ? Lượng thôi đúng không? Ừ. Lắc hoài. Ở đây sao? Ủa không không thấy được Phương Nguyễn à, quen gì này. Điện thoại của mấy đứa này. Không có. Em không nhắn tin được à? Ủa vậy hả? Rồi chị Trung sẽ kiểm tra xem bạn Phương Nguyễn. Tại vì do là ma. Ê. Hả? Kiểm tra cho xem nào. Ai rồi đó. Có bạn bè với chị luôn á. Thì bạn bè mà. Bé Phương Nguyễn. À, bé này ở dưới hôm nay. Rồi ok nhá. Rồi bé Phương ơi, em chụp màn hình lại chị Nhung. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu luôn bán hàng luôn nha. Rồi chia sẻ đi, ok. Rồi, đầu tiên combo đầu tiên như vậy Phương Nguyễn sẽ sở hữu luôn cho con combo số 29.000 nha em nhá. Combo 29k cho con nguyên 6 bộ như thế này. Ngày mai nhớ inbox cho chị Dung và để nhân viên sẽ gọi điện cho em, các em sẽ gọi điện cho em. Rồi, em bật mí cho các bạn, đầu tiên đó là bộ bé trai với giá vẫn rất là sốc, rất là sốc. Đấy, ok nhé. Các bạn yên tâm đi, bởi vì do là cứ căn cứ theo máy chủ của chị Nhung thôi. Chị nhất là công bằng, các bạn đừng lo về điều đó. Rồi, bộ bé trai size nhí từ 8kg cho đến 23kg. Bộ này thì các bạn không thể nào bỏ lỡ rồi. Những mẹ nào có con ở trong cái lứa tuổi này, trong số ký này, các bạn không nên bỏ lỡ nhá. Bởi vì ngày hôm nay đầu xuân như thế này em sẽ bán một cực kỳ sốc. Thay vì em tăng tính, ngày hôm nay thì em nhẩm dự bụng trong em, bụng em là em sẽ bán với giá là 45.000 một bộ. Nhưng thôi thì đầu năm xuân mới chúng ta sẽ bán một cái combo cực kỳ sốc cho các bạn luôn. Với điều kiện những bạn nào chia sẻ đầy đủ cho em luôn ạ. Có số ký từ 8kg cho đến 23kg. Có 6 màu một combo. Bấm cho chị Nhung này, 6 nhân cho chị Nhung để thoát ra này. 6 nhân 39.000 một bộ. Các bạn có xỉu thì xỉu ngay lập tức đi ạ. Nhanh lên. Trời ơi, nhanh lên, nhanh lên nha. Bao nhiêu em? 234. Ok, 234.000 ghi giá lại chứ không ngày mai lại quên rồi, bởi mất công lại tính giá 45.000 là chết luôn á. Ok nha, bạn nào lấy combo này comment giùm em là combo số ký của con, số điện thoại của mẹ được chưa ạ? Combo số ký của con và số điện thoại của mẹ, đồng thời inbox địa chỉ số điện thoại, đồng thời các bạn ơi mua hàng bên em là em
đồng thời phải inbox địa chỉ số điện thoại cho em nhé. Inbox địa chỉ số điện thoại và cái mã mà các bạn đặt hàng được chưa ạ? Combo bé trai kèm số ký của con và kèm số điện thoại của các mẹ, các bạn chỉ sở hữu luôn cho con đó là chỉ có 39.000 thôi. Trời ơi, còn rẻ giống như chúng mini game luôn. Nãy giờ mini game vất vả quá trừng mua giá 29.000, còn hôm nay bây giờ này mua với nguyên combo như thế này cũng chỉ có 234.000, tức là chỉ có 39.000 một bộ. Được chưa ạ? Quá đẳng cấp luôn, quá đỉnh cấp luôn. Và bạn nào chia sẻ thì các bạn hãy chia sẻ ngay lập tức đi cho em để hưởng luôn nhé. Nguyễn Lanh An cảm ơn này. Quá trời đông rồi, rất là đông luôn. Em cảm ơn các bạn rất đông nhé. 234.000 phải không em? Yeah. 234.000 sở lưu luôn cho khẩu cho con luôn 6 bộ, mặc luôn trong một tuần luôn. Thế là về là coi như là cứ rung đùi ở nhà, phải chỉ lo việc công việc thôi. Lo công việc, lo cơm nước cho con, không phải lo về thời trang cho con nữa. Không phải sắm sửa những cái bộ đồ mà nói là trời ơi mùa hè rồi nóng quá rồi vã mồ hôi sắm cho con những bộ đồ nóng nực nữa. Đấy, bộ đồ cho con mùa hè nữa. Mà ngày hôm nay ở nhà 3 buổi tối như thế này, các bạn chỉ cần việc bấm điện thoại và bấm giùm em là combo số điện thoại của mẹ, số ký của con, được chưa ạ? Các bạn sẽ sở hữu luôn cho con 6 bộ như thế này với giá chỉ có 234.000, đúng không? 234.000, các bạn ơi, 234.000, các bạn nghe con số 2 các bạn nói trời, 234.000 các bạn đi chợ đúng được. Thực sự bây giờ là nếu mà 1 ký 3 rọi, nói thì nói nhỏ nhỏ thôi, các bạn mua chưa được 3 ký 3 rọi đúng không ạ? Nấu kho lên cái quẹt cái vừa tăng ký múa bụng của mẹ. Đó mà làm sao ạ? Chỉ mất 3 buổi chợ. Mua 3 buổi chợ thay vì đó thôi nhịn bữa 3 mất 3 ký 3 rọi đi về mua được còn 6 bộ đồ. Em thì em cứ quy như thế, thực tế cho như vậy luôn. Đấy, má gần như nhúng náo. Mà gần nhúng náo luôn đâu. Mà chị bán thì quá rẻ luôn, rẻ muốn xỉu luôn á. 234.000 sở hữu luôn cho con 6 bộ vải cô tông mát lạnh người. Vải cô tông 4 chiều mát lạnh lạnh, em kéo xuống thấp cho nó nhìn thấy rõ cái quần. Thì trời ơi, bạn nào móc cái quần mà gì đâu mà móc cái quần nó cũng không ngay nữa này. Để móc quần ngay vào cho chị, nó mới nhìn cái quần nó cân đối. Đó, ok. Đấy, chỉnh lại cái là xong, nhìn nó cứ mướt mượt mượt lên chứ. Cứ như gái 3-4 tuổi trở lên. Ui, tuyệt vời. Cái màu phối rất là chuẩn nha các bạn nhìn nhá. Màu xanh đi với màu đỏ đô rất chuẩn, phải nói là cực kỳ chuẩn luôn. Các bạn nhìn màu cam mà đi với màu xanh đe dương như thế này là tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn này, phối màu như thế này làm sao mà chịu nổi nó, trời ơi, em nói thiệt lòng, phối màu như thế này làm sao mà chịu nổi. Bởi vì sao mà con mặc lên người ta cứ tưởng là mua bộ đồ 90.000, 100.000. Thực chất nó nhỏ nhỏ thôi, 39.000. Đấy nhá. Đây, có size đại luôn Nguyễn Hề ơi, hôm nay sẽ có cả size đại luôn. Rồi, các bạn ơi, ok chưa ạ? Rồi, những bạn nào ngày hôm nay có size đại thì em sẽ quay luôn size đại luôn. Em sẽ xem kẻ cả trai, cả gái, cả nhí, cả đại luôn mà. Nên các bạn hãy chia sẻ giúp nhá, thoát đây ra chia sẻ đi ạ. Rồi, bây giờ tới lượt bộ đại bé gái. Em sẽ lên bộ đại bé gái, sau đó là sẽ độ bộ Avila Alibaba của bé gái nhỏ. Rồi, đêm hôm nay sẽ đầy đủ hết các cả số ký, tức là số ký của 45 kg bé trai luôn, đầy đủ hết luôn. Được chưa ạ? Và giá của chúng ta là vô cùng là tốt trong một cái đầu xuân như thế này. Trời ơi, bộ đại bé gái đây. Tên. Vừa năng động, vừa thể thao, vừa duyên dáng và vô cùng phù hợp trong một cái mùa hè năng động như thế này. Tức là ví dụ như các con đi học cũng được và mặc vào buổi trưa và trong cái ngày đi học cho con, ok. Mặc đi học thêm, ok. Thậm chí mặc ở nhà thì quá tuyệt vời, bởi vì mặc ở nhà thì nó quá sang như vậy đấy ạ. Các bạn nhìn nhá, cái quần của chúng ta là quần đùi và có túi đầy đủ luôn. Bởi vì các bạn lớn thì luôn luôn phải có những cái túi như thế này. Để biết chi, để nhiều khi các con nó mặc đúc túi cái gì, đúc gì đó. Đi học thêm thì nhiều khi còn có cái cục kẹo, có cục bút màu. Đấy, và hình của chúng ta là 5 bộ 5 màu nha các bạn nha. 5 bộ 5 màu và 5 hình khác nhau. Cái cô gái rất là duyên và màu tím phải nói là yêu luôn. Quần bo ống cho các con để các con mặc nó gọn gàng. Và đặc biệt là phối sọc như vậy nhìn rất năng động các bạn nhé. Nhìn rất là năng động thể thao. Đấy, phù hợp vô cùng vào cái một mùa hè như thế này. Bộ combo size đại của chúng ta là có 5 màu. Màu xanh, màu tím, màu vàng, màu hồng Hello Kitty, xuất sắc luôn. Trời đất ơi, và đặc biệt là còn có cả Elsa nữa thì làm sao mà chịu nổi. Tức là hầu như là mọi bé nào cũng thích Elsa, Hello Kitty. Và ngày hôm nay đúng thực sự các mẹ mua combo này cho con là con về là con mê rồi. Bởi vì sao ạ? Đúng, đáp ứng đúng sở thích của các con. Vừa Hello Kitty, vừa Elsa, vừa đầy đủ luôn. Đấy, bông hoa hồng nha. Bông hoa hồng tím này, tím là cô gái nha các bạn nhé. Duyên chưa? Duyên lắm. Và đặc biệt là cái vải này thì thôi rồi, mắt rượi luôn. Mắt lạnh người luôn, chứ không phải là mắt lạnh vừa nữa. Mắt lạnh người luôn. Vải cô tông 4 chiều, các bạn nhận được vải các bạn sẽ mê. Bởi vì sao ạ? Chất lượng vải và là còn nó không phải là đi thuận đâu. Ví dụ như giá thành các bạn cứ nghĩ là giá thành rẻ thì sẽ đi thuận với giá chất lượng vải, nhưng không phải điều đó. Em sẽ được bên em, riêng bên em là đi tỷ lệ nghịch. Tức là ở đây là gì ạ? Giá rẻ nhưng mà hàng lại cao cấp, hàng lại đẹp. Đó, thì đồng nghĩa việc là các bạn cứ yên tâm khi mà sở hữu cho con những bộ đồ như thế này nhá. Nhớ inbox địa chỉ số điện thoại cho em ạ. Không, Hana ơi, bây giờ chị Nhung sẽ công bố size đại luôn nha. Rồi,
bộ bé gái size đại, 5 bộ 5 màu 5 hình khác nhau sở hữu cho con luôn trong 1 tuần với giá cực kỳ sốc. Các bạn ơi nghe cho rõ đây ạ. Các bạn nghe cho rõ để các bạn comment cho nhanh không mất công lại hết nhá. Bởi vì bộ bé trai em thấy quá đông rồi đấy ạ. Em thấy bộ bé trai quá đông rồi. Dạ à, thứ tư chị ạ. Thứ tư em sẽ like xỉ. Em thấy các bạn, em xin phép hôm nay không đọc comment chốt đơn, mà những bạn nào có inbox cho em thì em ngày mai bên em sẽ chụp bill và gửi hàng cho các bạn đi luôn. Bên em là như thế các bạn nhá, thông cảm giúp em. Em thấy các bạn đặt hàng rất đông nhưng em xin phép không thể nào đọc từng comment được. Được chưa ạ? Và bây giờ em bật mí combo bé gái luôn để các bạn khỏi mất thời gian luôn. Em bấm cho chị Nhung điện thoại nào. 5 bộ nhân giá. Các bạn đoán thử đi ạ, bộ đại này nếu các bạn đi mua ở ngoài không dưới 90 ngàn. Em khẳng định với các bạn luôn, không dưới 90 ngàn nhá. Các bạn mua ở đâu cứ dưới 90 ngàn đem lại trả cho bạn một cái về mặt em luôn. Đó, em cam bác các bạn luôn. Nhưng em không bán với giá 90, không bán dưới giá 100, em bán bao nhiêu đâu. Em chỉ bán giá rất sốc cho tất cả các bạn luôn. Bây giờ em nhân cho chị Nhung nào, 59k nhân cho 5 cho chị Nhung, ok. Trời đất ơi, nó còn rẻ hơn cho nữa các bạn ơi. 295.000 sở hữu luôn cho con, tức là chưa đến 300.000 đồng đâu ạ. 300.000 đồng các bạn đi ra xịt ba, các bạn làm 2 lần là hết. Còn ở đây các bạn bỏ ra 295.000, các bạn sở hữu luôn cho con 5 bộ mặc vào mùa hè này luôn, ok nhá. 5 bộ bé cha bé gái 5 màu chỉ có giá là 295.000, nhưng mà em thật sự với các bạn là bộ bé gái rất ít, rất rất ít. Bộ đại bé gái size từ 25kg cho đến 45kg, 25kg đến 45kg các bạn nhé, rất rất ít. Em sợ là không đủ hàng, bị cháy hàng rồi. Chiều hôm nay em mới có đăng là thông báo là tối nay live mà đã phải tới trận trên mười mấy bạn là chị ơi, nếu có bé gái nhớ để cho em không cần coi mẫu đâu. Đó, trời ơi các bạn, có ai đời mua hàng bên em mà các bạn mua đến mức độ đó. Em không coi mẫu nha chị. Nếu có bé gái cứ 35kg chị nhớ để cho em. Chắc chị mất xỉu mất, trời ơi, chưa kịp like chứ chị ơi. Em ơi tối em coi like đi không, tối nay em đi làm mất rồi, em tăng ca em không thể nào coi được. Thì em sợ rằng là đêm hôm nay sẽ không đủ hàng, chắc chắn là bộ bé gái sẽ bị cháy hàng rồi. Bởi vì sao ạ? Hôm nay bé gái em bấm cho chị Nhung coi nào. Hình như có được 100 mấy bộ thôi, chỉ có 100 mấy bộ thôi, rất là ít. Tiếc quá, tiếc lắm. Bộ bé gái đại này nhá, 25kg đến 45kg các bạn nhớ nhá. Đó, con trai size lớn nhất có luôn chị Thảo Trần ơi. Đó nha, 25kg, em nhân cho chị Nhung coi nào. Số lượng của chúng ta là nhân cho 6, 5 x 6 x 5 có 150 bộ thôi các bạn ơi. 150 tức là chỉ có mỗi size, chỉ có 5 mẹ mua được thôi nha các bạn. Mỗi size chỉ có 5 mẹ mua được thôi, mà chỉ có 6 size thôi thì đồng nghĩa việc có 30 mẹ mua được thôi. Thì em sợ là chắc là bị cháy hàng trầm trọng rồi. Các bạn cứ hình dung ra cái lượng khách của chúng ta nó đông như thế nào. Mà bây giờ combo bé gái, các bạn ơi để lại cho em là combo bé gái, số ký của con và số điện thoại. Ngày mai bạn nào inbox sớm thì các bạn sẽ có hàng. Được chưa ạ? Rồi 13kg em chuẩn bị đá qua luôn. Em qua luôn. Bộ bé gái của chúng ta nhớ lưu ý có 5 màu. 5 màu size từ 25 cho đến 45kg và giá cực kỳ sốc. 45kg Thảo Trần ơi nhá. 45kg nhá. Bé trai cũng có, lát nữa sẽ like luôn. 40 đúng rồi, 45kg 5 bộ chị ơi, nhớ để lại số điện thoại cho em và nhớ để số ký cho em. Em sẽ kiểm tra luôn bây giờ luôn đấy ạ. Rồi, bây giờ bắt đầu luôn. Rồi, ôi ta nói này. Bắt đầu luôn. Cái hàng này các bạn nhận được hàng các bạn sẽ mê, bởi vì sao ạ? Cái vải nó đã quá. Cái vải nó mát, mát ơi là mát luôn. Rồi, bây giờ em quan trọng nhất là cái gì đây ạ? Rồi, tên. Không để các bạn chờ đợi lâu. Không để các bạn chờ đợi lâu. Bây giờ bắt đầu tới lượt em lên cái bộ đài của bé trai luôn. Bộ đài bé trai đây ạ, đằng sau em đây này các bạn nhìn thấy không ạ? Bộ đài bé trai đấy ạ, 45kg. Đại bé gái của chúng ta là 295.000 sở hữu 5 bộ cho con. 295.000 sở hữu 5 bộ cho con và giá chỉ có 59.000 một bộ. Một cái giá mà nó là các bạn nghe các bạn cũng không thể nào mua ở đâu được nữa rồi. Bởi vì các bạn đang mua trật tuyết lại sửa. Đó, ship đi một lần. Và ngày hôm nay cái bộ này thì nó xinh mà nó là xinh muốn ngất ngây luôn. Các bạn nhìn đây ạ. Quần Alibaba các bạn nhé. Cái quần này là sao? Nó rất là nó thụng thụng. Đó, mặc rộng ở ngay mông để làm chi, để các con có thể thao hồ chạy nhảy chờ bò chơi nổi kia thoải mái, mà cái mông của con rất là thoải mái. Cái quan trọng là con sẽ rất là dễ chịu. Đó, dù con nhảy chạy nhảy gì chăng nữa thì vẫn rất là dễ chịu nha các bạn nhé. Ok Thảo nhé. Các bạn nhớ inbox cho em nha, inbox đầy đủ cho em nha chị Thanh Lê ơi. Em kiểm tra giùm chị coi xem các mẹ đã inbox đầy đủ chưa nha, để chúng ta bắt đầu luôn. Rồi, combo của bé gái em phát like ra chị Nhung kiểm tra xem các mẹ inbox đông chưa. Các bạn đông, inbox đông lắm luôn rồi. Ok, rồi các bạn ơi, tức là mua hàng bên em là các bạn cứ inbox như vậy này. Tức là các bạn nhắn tin cho em như thế này đấy ạ. Các bạn chỉ cần nhắn tin cho em là à chị ơi hôm nay em đặt những gì. Rồi ơi, trong vòng chưa đầy 3 phút đồng hồ chúng ta bắt đầu like mà các bạn đã inbox này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Lượng inbox của chúng ta rất đông. Ok nhá. Rồi, nhớ inbox địa chỉ, số điện thoại và những đơn, những cái mặt hàng mà các bạn đã đặt hàng. Đó, để không bị sót hàng các bạn nhá. Rồi, một combo của bé gái như thế này thì không thể nào bỏ lỡ. Em hứa với các bạn luôn, bởi vì các bạn mua cho con những bộ đồ này về lại cứ tưởng là đi biểu diễn thời trang. Bởi vì sao ạ? Nó xì tin quá, duyên dáng quá. Duyên dáng quá. Các bạn nhớ nhá, chúng ta có màu vàng. Chúng ta có màu hồng. Yêu chưa?
áo cao top đi với quần Alibaba. Quần Alibaba xinh, cực kỳ xinh. Các bạn đi ở đâu ra, kiếm ra đâu những cái bộ đồ như thế này ạ? Kiếm đâu ra? Im, ém hàng. Không gì để bán lẻ nhé. Đâu? Cái bộ này chị hôm trước chị Nhung bán lẻ quá trời đó. Chị bán xỉ mà, chị còn phục vụ các bạn xỉ trước khi mà chị bán lẻ Thảo Em đi Trần. Đó, các bạn chỉ có bán xỉ hết đấy chứ. Có điều là bộ xỉ này ít quá nên chị bởi vậy chị để lại có được có 100 bộ thôi, 100 bộ 150 thôi, ít lắm luôn. Rồi, combo bé gái của chúng ta có các màu nha, các bạn lưu ý giùm em nha. Nhìn này, trời ơi nó đẹp chưa này. Hình của chúng ta giặt thao hồ cho vào máy giặt thoải mái nha. Quá xinh luôn, phối màu rất xinh và giá cực kỳ sốc luôn. Chị Minsu ơi, bộ bé combo bé đại bé trai lát em sẽ like chị theo dõi giùm em ngay luôn nhá. Like xỉ vào tối thứ tư, ngày thứ tư 10 giờ thứ tư hoặc là 9 giờ, chắc ngày thứ tư chị Nhung sẽ like sớm hơn một xíu là 9 giờ thứ tư. 9 giờ ngày thứ tư chị sẽ cố gắng sắp xếp công việc để làm sao để ngày thứ tư like đúng chọn một ngày thứ tư thôi là nghỉ luôn ngày thứ tư. Ngày like xỉ. Rồi, bạn nào lấy combo bé gái, bạn nào cảm thấy rằng là muốn cho con nó xinh đẹp hơn vào ngày mùa hè như thế này, duyên dáng hơn và rất phù hợp cho con để mặc đi học mầm non. Đúng rồi, em ơi, chỉ cần inbox là được chốt đơn. Đúng rồi, Bảo Lâm, canh thủ nha, không là mất công hết. Tức là em inbox thật nhanh đi chứ không là hết đó, thật sự luôn. Bởi vì các bạn bên hàng bên chị Nhung là luôn bị cháy hàng trầm trọng. Rồi, combo bé gái, bấm cho chị Nhung đi. 5 màu, chỉ có 5 màu các bạn ơi. Combo bé gái như thế này đây, các bạn nghe là các bạn xỉu luôn. Combo bé gái, 5 màu. Em ơi, tức là mình phải sắm cho con những cái bộ đồ quần lửng lửng như vậy để con mặc đi học. Đó, mát cực kỳ, chị cam kết các bạn sờ cái vải vô này. Các bạn nhìn cái vải này, đã chưa? Cái vải nó mịn này. Mịn, mát cực kỳ luôn. Bởi vì cháu chị ở đây hiện tại Sài Gòn đang là 35 độ mà chị vẫn còn phải mặc cho con những bộ đồ này đây ạ. Bởi vì sao ạ? Nếu như càng mặc hở quá thì nhiều khi là cái nắng nó quá gắt thì nó dọi vào da của con, nó càng không có tốt cho sức khỏe con. Nên cần lắm những bộ đồ như thế này. Cần lắm những cái bộ đồ. Có Ngọc Thanh nhá, chị sẽ like cả ngày luôn mà, ban ngày, ban chiều và ban tối luôn. Chị like 3K liên tục ngày thứ tư luôn nhá, Ngọc Thanh nhá. Sắp xếp nhá. Rồi, cảm ơn các bạn. Bé gái, các bạn cần comment giùm em là bé gái số combo bé gái, số ký kèm số điện thoại của mẹ đây ạ. Để em ước lượng cái lượng hàng của chúng ta. Bởi vì do combo bé gái rất là ít, quá ít luôn. 1, 2, 3, 4, 5 mẹ, 5 mẹ cũng là 6 mẹ mua được trong một combo thôi. Tức là chỉ có 6 mẹ mua được thôi. Các bạn nhớ lưu ý cho em, 6 mẹ mua được một size. Tức là mỗi size chỉ có 6 mẹ thôi. Tổng liên lên được khoảng chừng 200 mấy bộ thôi. Cũng rất là ít. Đấy, inbox. Cảm ơn Linh Huỳnh Linh Mộng. Đấy, có ai cười đời như Linh Huỳnh Linh Mộng không? Và bật mí luôn. Bộ đồ này các bạn ơi, các bạn đoán thử bao nhiêu ra tiền ạ? Bộ đồ này thì là cái vải của nó tốn hơn rất nhiều so với bộ đồ bé trai. Và đặc biệt là mẫu cầu kỳ hơn bé trai rất nhiều. Theo như các bạn đoán thử đấy ạ, các bạn đoán thử đấy ạ, em sẽ bán với giá bao nhiêu cho các bạn ạ? Bởi vì bộ bé gái này thì chắc chắn là sẽ phải cao hơn thay vì là 39.000 bộ bé trai. Nhưng mà các bạn bật mí đi, theo như các bạn là sẽ đoán bán nên bán giá bao nhiêu? Đấy, với em thì em sẽ bán một cái giá cực kỳ tốt cho các bạn luôn. Đó, các bạn comment đi. Các bạn cứ mạnh dạn comment cho em đi một cái giá nào đó đấy ạ. Các bạn ơi, 5 bộ bé gái của chúng ta 5 màu luôn. Trong những cái ngày như thế này các bạn cần lắm những bộ đồ xinh như thế này ạ. Alibaba, các bạn đoán thử nhá. Cảm ơn Ngọc Quyên, chị thấy các bạn đã đặt hàng rồi mặc dù chưa biết giá. Chưa biết giá mà các bạn đã comment quá nhiều rồi. Rồi đó, các bạn comment như thế này thì em bị cháy hàng. 42.000 Nhung Võ này, Nhung Hồ là 40.000 này. Trang Anh Thi là 40 này, Thành Như là 49.000 này. 49.000 là rẻ lắm luôn nha Thành Như nha, Thành Như nha. 49.000 là cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ rẻ luôn đúng không? À, ok này, Nhung Võ 42.000 này. Ô trời ơi, tức là 49.000, Thành Như thì 45.000, ok giảm xuống một xíu đúng không? Bộ đồ này của chúng ta sẽ bán một cái giá cực kỳ tốt luôn. Linh Ngô thì kêu chị ơi bán 300.000 6 bộ đi. 6 bộ là 35.000 á, chị Nhung không bán như vậy đâu, mà chị Nhung sẽ bán một cái giá. Các bạn thì đoán là 49.000 không hả? Bạn nào cũng đoán 49 hay bây giờ chị Nhung bán 49 nhá. Đồng ý không? Không, bây giờ em bấm cho chị Nhung luôn đi. 5 nhân cho 39.000 để làm chi ạ? Để em lỗ, em bù lỗ 4.000. Em nói thật lòng luôn, em ngừng lại khoảng một chút, em lắng động một xíu trong vòng 30 giây thôi. Bộ đồ này em nói thật lòng với các bạn luôn á, nếu mà so giữa trai và gái thì cái bộ đồ này nó chênh lên 4.000 so với giá vốn em bỏ ra. Tức là cái tiền vải, tiền công may thì cái bộ đồ của bé gái này đúng ra, đúng lý ra nó phải cao hơn ít nhất là 4.000 thì nó mới được tương xứng với cái số tiền mà giống như là giữa bé trai và bé gái. Nhưng thôi thì đầu năm đi, có gì đâu đúng không ạ? 4.000 có làm giàu hơn được đâu. Đúng không ạ? Em sẽ đồng giá giống như bé trai luôn. 39.000 một bộ nhân năm cho chị Nhung lên nhiêu tiền? Chắc tôi xỉu luôn, có 195.000. 195.000 các bạn nha. Được chưa? Bé trai bán rồi, Hòa Anh ơi, lát chị Nhung sẽ đá lại cho yên tâm. Bé gái số ký của con, số điện thoại của mẹ và chỉ có là 195.000, chỉ có 39.000 luôn. Thay vì bán 45.000 thì mới có lời.
Chị nói thiệt, thay vì bán 45 ngàn thì nó mới bằng giá, bởi vì cái hàng này vải công mắc lắm luôn. Rất là mắc, các bạn nhìn thấy không ạ? May quần dài nhiều hơn, bởi vì khi mà sản xuất số lượng nhiều thì đồng nghĩa việc là chúng ta phải tính từng ly từng tí, từng cm vải trên một cái sơ đồ vải. Đó, càng may nhiều vải, càng sơ đồ cao thì chúng ta, càng sơ đồ dài thì chúng ta đồng nghĩa việc là cái tiền vốn càng nhiều hơn, tiền vải càng nhiều hơn, nó sẽ không lợi sơ đồ. Nhưng em sẽ vẫn hỗ trợ cho các bạn, thay vì bán 45 ngàn để có tương xứng với bộ vé chai, em sẽ không bán như vậy đâu, em sẽ bán đồng giá để chi ạ? Để cho các con mau lớn nha. Các bé gái là phải lớn bé trai để chi, để sau lớn lên này làm người mẫu, làm hoa hậu chứ, đúng không? Nên bởi vậy thôi thì đầu năm em xin phép lì xì cho các bé gái luôn, đồng giá 39.000 một bộ, mà combo của chúng ta chỉ có 5 bộ thôi, tức là 195.000 các bạn nhé, 195.000 5 bộ cho con, quá rẻ, tranh thủ hốt chứ không hết luôn đấy, chứ thật sự là hết luôn. 7 bộ vừa Thành Như ơi, quất luôn cho con 7 bộ cho tới 7 ký, chị Nhung xin lỗi là 7 ký cho đến 23 ký các bạn nhé, 7 ký đến 23 ký 195.000, quất luôn cho con không là hết. Chị nói thật sự là sẽ hết, hết nhanh lắm, hết nhanh lắm, bởi vì cháy hàng. Cảm ơn các bạn rất đông, các bạn cảm ơn các bạn rất đông, nhưng em không chốt đền trên lên like, các bạn hãy thoát like ra và inbox cho em nhớ nha, không là hết hàng đấy ạ. Em bên em là chỉ chốt đơn ở trong inbox thôi, các bạn thông cảm cho em nhé. Cảm ơn Hồng Thủy luôn, trời ơi xinh quá, hơn cái bởi vì ta chưa con gái. Lúc nào ta có một cái động lực nào đó để phục vụ các bạn gái. Vậy sao ạ? Đồ bé gái bao giờ xinh mà khổ nỗi là không có đồ để là người mẫu. Rồi thôi được rồi, các bạn cứ tranh thủ inbox đi. À, có 3 quần, 2 quần quần Alibaba nha, có 2 màu hoặc 3 màu gì đó nhá. Bây giờ tới lượt bé trai. À, bé trai thì ngày hôm nay thì sẽ phải ưu ái cho các bạn như thế này. Cái lô này thì em mới sản xuất xong. À, lô này thứ tư thì chúng ta mới có xỉ. Đó, bởi vậy sao ạ? Ngày hôm nay quần này là quần lửng hay quần dài? Lý Cẩm ơi, nó là quần lửng bởi vì Alibaba thì nó ôm ngay qua đầu gối một xíu, mặc cưng lắm, cưng muốn xỉu luôn, nó cưng nhất luôn đó, cưng cực kỳ luôn, chị nói thật lòng luôn. Rồi đại bé trai, các bạn thoát ra, các bạn đang thoát ra và inbox rất là đông. Ủa em, các em làm gì đấy? Chúng cầm một lỗ điện thoại ưng hả? Tình hình là các bé nó ngồi nó phụ coi like mà cuối cùng điện thoại đứng hết, bởi vì tất cả mọi thứ phải thoát khỏi cái đường mạng. Ok. Đây các bạn nhìn đây ạ, đây ạ, các mẹ đa ebook này, các bạn nhìn này, đó, thấy chưa ạ, đó liên tục như vậy đó các bạn ơi, thấy không ạ? Đó, khách đang inbox địa chỉ, số điện thoại và cái mặt hàng mà các bạn đã đặt đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, khách hàng như em là mua hàng như vậy đấy ạ. Để làm chi? Để bên em sẽ chụp bill các bạn, các bạn thấy không ạ? Liên tục nhắn rất nhanh các bạn, đâu ạ? Đơn hàng bên em đặc thù nó sẽ khác với tất cả những nơi khác bán hàng như vậy. Em thì đơn hàng nó bị quá tải nên em sẽ nhắn qua inbox nhá. Rồi đây các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, liên tục nhắn liên tục luôn. Nên các bạn tranh thủ thật nhanh giúp em nha. Lý gì luôn đúng rồi, biết hả? Rồi bé trai đây à, chúng ta sẵn sàng nha. Ok, Huyền Trang lắp thì Nhung còn có cái này nữa này. Bé gái hôm nay sẽ hơi ưu ái một xíu. Đây, bạn nào mà thích dây dựa rồi hở hê rồi kia đây, dú, à có cái này không phải đắp, cái này là đắp dú hả tụi bé? Cái này đắp dú phải không? Đây, nó đấy, đắp dú các bạn ạ. Áo dây này lát em bán luôn, em bán giá sốc cho mọi người luôn, lát nữa. Đấy, yếm này, mặc lên cho các con này, đắp dú nha. Đấy, áo gọi là đám đắp, lát em bán áo đắp dú luôn. Lát em bán áo đắp dú cho các bạn luôn, xinh lắm. Nhưng mà thôi bây giờ em bán đại bé trai đã, chứ mà không các mẹ đại bé trai xuất hưởng quá rồi. Lát em làm, nó mới là. Cảm ơn chị Trang Huỳnh, cảm ơn Trang Huỳnh rất là nhiều. Rồi, cái gì vậy, em chưa báo giá mà sao các bạn chốt đông quá vậy, chết rồi. Hỏng rồi, cái này mỗi mẹ được bao nhiêu người à em? Đại bé trai là rất là ít đúng không? Em bấm cho chị Nhung coi nào. 5 nhân cho 3 thôi đúng không? 5 nhân cho 3. Ừ. Nhân cho 1 2 3 4. Có 7 mẹ hả? 7 nhân cho 5 35 mẹ thôi đúng không? Vậy là có 1 2 3 4 5 6 size. 6 size thì trước là 7 5 42 mẹ mua được thôi. Ôi thôi vậy ít quá, chết rồi. Khẩn thương rồi, tiêu rồi. Rồi, combo của bé trai, hàng này em bật mí với mọi người, đây là hàng Happy Kids. Hàng này thì em hàng này là hàng may độc quyền, tức là may đơn độc quyền đó, độc quyền cho trung tâm thương mại, cho bán vào cho các siêu thị lớn ở Đà Nẵng. Hàng này hàng độc quyền, lát chị Nhung bán áo yếm bây giờ đó, lát nữa Quỳnh Anh Phạm lát nữa chị bán luôn nhé. Rồi bộ đại này là hàng thương hiệu cao cấp, đã được đăng ký bản quyền luôn các bạn. Em bật mí nó nhỏ nhỏ thôi, đúng ra là em sẽ không bán trên live đâu thường những hàng này, nhưng tại vì do là đêm hôm nay không có đại trai
Các bạn thấy không ạ, bên em thì bản thân em cũng vậy, size đại quá hiếm, hàng này em không đẩy ra ngoài thị trường một cách tràn lan, mà nó là đơn đặt hàng độc quyền. Nhưng bởi vì nó nhỏ nhỏ thôi các bạn ơi, tại vì do là bé trai chả lẽ đầu năm size đại không có, thì vô cùng là tủi thân cho các bé, bởi vì bé trai nhí đã có mà bé trai đại không có. Nên em xin phép ngày hôm nay chỉ có 42 mẹ mua được bé trai đại thôi nhá. Nên thôi mẹ nào nhanh thì xin phép là ưu tiên cho những mẹ nào nhanh và comment thật nhanh giúp em. Bộ đại bé trai hàng cao cấp, thương hiệu vải đẳng cấp luôn. Cái vải của nó là em nói là một từ là đẳng cấp. Các bạn cứ nhận đi các bạn sẽ thấy. Đây, cái áo đây các bạn nhìn thấy cái vải không ạ? Em nói là em vò cho các bạn xem đây ạ. Nó là vò luôn á chứ không phải là thường đâu, mà nó không một đường nhăn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nó phẳng lừ luôn. Tức là cái vải của chúng ta là cái vải này, các bạn cứ về các bạn cho vào máy giặt giặt cái vú cái phạch một cái là ra nó cứ thế. À, chị nói là nói nhỏ nhưng mà trên live. Nói chị em nội bộ chúng ta thôi, chỉ có 500 mấy người xem thôi, 500 mấy người xem là biết thôi nhá, đừng có nói lan ra kêu bà ơi bà tôi mới mua được cái bộ đồ hàng thương hiệu mà với giá sốc lắm. Rồi bây giờ em sẽ bán luôn hàng này đi ra, em cam kết với các bạn đi tất cả các shop hoặc tất cả các nơi đang bán với giá là trên 150. Ở đây em xin phép bán cho các bạn, em bấm với chị Nhung đi, 3 x 95 ngàn, chỉ vậy thôi. Không, em xin phép em nói nghiêm túc luôn là vốn em bỏ ra là 83 ngàn, tức là cái bộ này em gốc đó các bạn, gốc á, tiền vải thì cái loại vải mà vải giống như cái vải mà vải may áo cổ trụ các bạn biết không ạ, nó giống như cái vải may áo cổ trụ mà đợt trước em may ấy. Các bạn nhớ cái vải mà vải cao cấp nhất cho tới thời điểm này đó, 285 ngàn, sở hữu luôn 3 bộ cho con, có size từ 25 kg cho đến 45 kg, chốt nhanh giùm em không là hết, chỉ có 285 ngàn đúng không em, 285 ngàn sở hữu 3 bộ, xin lỗi ba người, 3 bộ nhé, 3 bộ cho con với giá chỉ có 285 ngàn, quá rẻ luôn, sở hữu luôn cho 3 bộ cho con là coi như là cũng xong rồi. Yên tâm cho con những bộ đồ đi học thêm rồi, yên tâm cho con những bộ đồ mặc ở nhà, mặc đi chơi được rồi, thậm chí mặc bộ đồ này em nói thiệt lòng luôn, 2 năm sau không hư. Bởi vì sao, cái lứa của các con tuổi này là có thể nó không có kiểu dạng như là thay đồ liên tục giống như cái lứa tuổi nhí đó, các con sẽ ví dụ là bộ đồ này có thể mặc 2-3 năm vẫn thoải mái chắc chắn luôn, và cái chất liệu vải này thì 2-3 năm nó cũng vẫn như vậy, nó không thể nào mà thay đổi được, bởi vì sao, nó là vải có quá đẳng cấp rồi nha các bạn nha. 285 ngàn, tức là có 95 ngàn một bộ thôi, có size từ 25 kg cho đến 45 kg, các bạn comment rõ giùm em như vậy nhé, số ký của con, số điện thoại của mẹ và ghi rõ giùm em là bao nhiêu ký, đồng thời inbox cho em được chưa ạ. 285 ngàn, 3 bộ 3 màu, cưng vô cùng. Em giới thiệu cho các bạn xem cái quần, chứ các bạn lại không hình dung ra cái quần. Đây, quần túi đây, túi này, hai bên này, được chưa ạ? Đằng sau này, các bạn nhìn cái form quần này, đẹp chưa? Form áo này, đẳng cấp luôn. Em lấy cho chị Nhung cái size lớn nhất đi bé nha. 285 ngàn, số ký của con, số điện thoại của mẹ đầy đủ hết ghi luôn. Nhớ inbox cho em để chúng ta lấy luôn cho con, để cho con đi mặc vào mùa hè như thế này. Mặc cho con nó đi học lịch sự lắm, lọc mặc cho con nó đi học lịch sự cực kỳ. Em lấy cho các bạn xem, ok áo yếm luôn. Các bạn đẩy nhanh quá, đẩy nhanh. Đòi áo yếm, các bạn đẩy nhanh thật, mới có hơ mỗi cái đắp vú lên thôi mà các bạn. Có vẻ cái gì mà liên quan tới vú đó các bạn sẽ ấn tượng, các bạn khoái. Chị em chúng ta cười cái gì mà cười, đầu ra like ngồi coi áo vú không. Ơi, ăn 50 kg đây, Ngọc My ơi đây này. Em xin phép ngồi xa xa một xíu cho các bạn. Ok Nhung Hồ, nhớ inbox nha Nhung Hồ ơi. Đây, đây các bạn nhìn cái áo em là 60 kg, mà cái áo của em đây nó size 14 đây. Đây, ôi cái gì thế này. Đây. Tại gấp xếp thì luôn luôn cần những cái hàng cao cấp thì bao giờ cũng có phải một cái lớp giấy để thấm đấy. Các bạn nhìn thấy cái size số 8 của em, size lớn của em này, các bạn nhìn thấy không ạ? 45 kg còn mặc thoải mái luôn. Cái quần thì chắc là em mặc nó thành váy mất. Cái quần em 60 kg mà em mặc thành váy mất các bạn. Đó, các bạn nhìn dung chưa? Đó, các bạn tranh thủ nhá, tranh thủ luôn ạ. Chứ không là để hết đấy ạ. Bởi vì chắc chắn một điều là cái combo này nó hiếm vô cùng. Hiếm lắm, em không dám đẩy ra ngoài thị trường nhiều, lần đưa ra thị trường nhiều thì mất công nó bị bể ha. 95 ngàn một bộ, 285 ngàn sở hữu 3 bộ 3 màu cho con, 3 bộ 3 màu cho con, ok nhá. Rồi xong chưa ạ? Em tắt lại hay được chưa ạ? Hay là bây giờ mình quay ngược lại mình chơi mini game? Em giới thiệu lại một xíu nhá, em xếp lại cho chị Nhung này. Đấy, ok nhá. Rồi em giới thiệu lại cho các bạn để những bạn nào vô sau các bạn sẽ biết được là buổi tối ngày hôm nay em có những mặt hàng nào, em có những mặt hàng nào để các bạn biết đường các bạn căn các bạn mua. Ở đây thì thực ra các bạn đừng nghĩ là ôi trời ơi sao bộ đại gì bán 495 ngàn, còn bộ của bé trai này sao mà bán cái gì mà có 39 ngàn, nó chênh nhau gì đâu mà gấp đôi gấp ba, đúng không ạ? Nhưng mà không, các bạn phải nghĩ như thế này đây ạ. Cái hàng này, thứ nhất cái vải của nó thì được gọi là vải tuyển rồi đó, nhưng khi mà các anh lớn thì bao giờ các anh cũng nhu cầu mua đồ ít hơn,
mua đồ ý hết, nên các bạn sắm cho con những cái bộ đồ kỹ hơn một xíu để các con đi học các con cần những cái bộ đồ như vậy. Còn với những bé trai ở đây, quan niệm của em là như thế, bản thân cô tí nhà em cũng vậy, em là người sản xuất, em là người chủ và em tạo ra những sản phẩm như thế này mà em còn quan niệm như thế này đó, tức là con trai em thì em cần cho con những cái bộ đồ như thế vải này. Bởi vì sao? Những cái bộ đồ vải như vậy em lựa chọn những chất liệu vải cô tông xuất, nó mịn, nó vừa, nó dày và nó phù hợp với cái làn da nhạy cảm của các bé đó, nên giá của chúng ta chỉ có 39.000. Bởi vì sao? Em nhập những cái lô vải hàng xuất dư, tức là cái số xuất dư đó các bạn, nên cái vải nó rất là đẹp nhưng nó lại rẻ đó, thì để làm chi, để cho chúng ta ra những cái giá thành rẻ như thế này đây. Giá thành chỉ có 39.000, em xin lỗi mọi người, đi không đủ tiền công may của các bạn đâu nhé. 39.000 một bộ combo 6 bộ giá của chúng ta. Vậy cho em hả chị yêu? Chị không biết tại vì con trai bao nhiêu tuổi rồi Ngọc My. Đấy, chờ em đổi ba cái cho em đợi ba cái nào. À sát nay bé gái ok Diễm ơi, chờ chị Nhung một xíu nhá. Cái combo của bé trai này là bao nhiêu em nhỉ? Nhí bé trai chỉ có 234.000, tức là 39.000 một bộ, 6 bộ cho con có size từ 8kg cho đến 23kg. Các bạn lưu ý nhé, 8kg đến 23kg cứ thế là mặc thôi. Đó, Diễm ơi chờ chị xíu, giờ chờ em một xíu. Đó, 6 bộ cho con, thao hồ cho con mặc cho một tuần. Các bạn lưu ý nhé, bạn nào nhỏ mấy ký mặc vừa, 8kg cho đến 23kg. Và giá của chúng ta là 6 bộ là 234.000, 6 bộ chia ra là chỉ có 39.000 một bộ thôi, không đủ tiền vải. Các bạn đi ra ngoài chợ các bạn mua 60.000 một mét vải, ba cái vải cô tông mà nó xù về cho mấy cái chặt đó, nên bởi vậy rất là mau hư. Còn ở đây làm chi ạ? Vải xí, vải xuất á, chị nhỉ, vải xuất khẩu dư, vải xuất khẩu nó dư ra thì em nhập những cái lô vải cả container về em lên những cái bộ đồ như thế này thì giá của chúng ta chỉ có 39.000. Em đố các bạn may ở đâu ra được nổi, bởi vì bây giờ một cái tiền công may một bộ đồ nó đã rơi tầm khoảng chừng 70-80.000 rồi, đúng không ạ? Đó, ok Thủy Phạm nhớ nhá. Rồi, 234.000 sở hữu 6 bộ cho con, chỉ cần để lại combo số ký của con, số điện thoại của mẹ và nhớ inbox nha các bạn, nhớ nha. Ok, áo yếm đi chị. Các bạn này thiệt tình luôn, yếm nhá, có luôn. Rồi, không phải đầm đâu, cái này là bộ đấy Thủy Quỳnh Anh ơi. Bộ lát chị lên yếm cho. Kinh thật nhá, có 30 giây thôi mà các bạn nhớ suốt từ nãy giờ 30 phút vẫn còn nhá. Kinh thật đấy chứ. Rồi, ok nhá. Bộ này các bạn đừng bỏ lỡ nhá, bởi vì do là bộ này nó rất là đẹp, cực kỳ lắm, cứ hết cứ phải vừa là phải mua từ 8 kg cho đến 23 kg và 234.000 sở hữu cho con 6 bộ. Nha. Các bạn nhớ nhá, Đào Quốc Quỳnh Anh cảm ơn em, nhớ inbox nhá. Các bạn nhớ inbox tức là gửi cho em tin nhắn địa chỉ số điện thoại số ký của con. Thế là xong, đầy đủ luôn. Thanh Trúc QL 23 ký là số 8 chị nhá. Em lấy số 8 này chị nhá. Số 8. Rồi, tới lượt bộ bé gái, em sẽ đá nhanh cái hàng này xong bắt đầu em đá qua cái áo yếm mà các bạn chờ mong từ nãy giờ đấy. Em thấy các bạn là mong yếm lắm rồi, mong đắp vú lắm rồi. Cảm ơn Mimi nhá. Cảm ơn Mimi, Mimi nhớ inbox nhá. Em hôm nay thì em xin phép em không đọc comment chốt hàng của các bạn, bởi vì do là tất cả hàng của bên em sẽ chỉ chốt qua inbox thôi, tức là mẹ nào nhanh tay gửi qua tin nhắn thì ngay lập tức ngày mai bên em sẽ chốt và gửi bill cho các bạn, được chưa ạ? Để đi hàng. Có bộ bé trai màu trắng, bộ bé trai màu trắng bao nhiêu ký hả em? Không, hôm nay thì không có bé trai màu trắng. Thúy Hồ ơi, cảm ơn Huệ Trần, nhớ nha inbox nha. Chị thấy lượng khách đông quá rồi, inbox rất là đông rồi, phải nói là vượt qua. Điện thoại này của em có vẻ là hơi chậm đúng không? Nó không chạy đấy. Đây, các bạn đá inbox này. Các bạn nhìn thấy này. Đấy, thấy chưa ạ? Đây, các bạn nhìn thấy không? Thấy khủng không ạ? 21 giờ. Đó các bạn inbox đi. Cảm ơn Phương Vi nhá. Cảm ơn Phương Vi rất là nhiều. Cảm ơn Phương Vi, cảm ơn bé trai, cảm ơn anh Ngọc nhá. Hãy inbox nhá. Tất cả các bạn hãy inbox nhá. Rồi, bộ Alibaba bé gái, ba Alibaba bé gái mặc thôi rồi luôn, độ xinh của nó, độ duyên của nó thì tuyệt vời, không thể nào chê nổi ở đây. Tức là sao ạ? Tức là khi con mặc lên là các mẹ nhìn vô là các mẹ mỉm cười. Các ông bố mặc lên là chỉ nói là đi bình thường đã nghiện con gái thì nay nghiện hơn gấp nhiều lần, bởi vì sao? Được sự hỗ trợ của bộ đồ xuyên xinh này, siêu xinh này. Đó là bộ đồ Alibaba đi với quần áo crop top nhá. Phù hợp vô cùng. Hôm nay thì không có bộ đồ lửng ngắn. Đấy, thỉnh thoảng bán lẻ nha chị. Ừ, một tuần một lần. Một tuần một lần, còn đâu là bán sỉ. Tối em mới em đẩy. Ok Thảo Nguyên, tối nhé. Thứ tư chị Nhung like ngày thứ 9 giờ. Nhưng mà chị khuyên các bạn là nên lên sớm, lên lúc 9 giờ sáng. Bởi vì bao giờ mẫu mới sẽ đập vào buổi sáng hết. Mẫu mới nhiều lắm, tuần này thứ tư mẫu mới nhiều lắm. Nhưng mà lại sẽ sợ là. Rồi, bộ bé gái của chúng ta có 5 màu nha. Nhớ lưu ý cho em 5 màu nha. Quần này, form này, rộng này, mặc quần lửng này, xinh chưa? Có size từ
có size từ 8kg cho đến 23kg, 11kg chị Nhung sẽ lấy cho em số 3 hoặc số 4. Nếu con có bụng to thì chị Nhung sẽ lấy số 4. Còn bình thường thì mặc số 3 rất là đẹp rồi em ạ. Mặc số 4 là đẹp rồi nha. Được chưa? Rồi, ai lấy comment nhanh giùm em là số ký của con, số điện thoại của mẹ. Và đồng thời ghi rõ giùm em là bé gái, được chưa ạ? Chứ không lại tới lúc mà lại lộn được, tôi chết ơi, bạn này bạn 11kg mà không biết là trai gái thì cũng loạn cào cào luôn. Các bạn nhớ inbox ghi rõ giùm em là chị ơi em lấy bộ bé trai hay bộ bé gái, các bạn nhớ nhá. Ghi rõ giùm em. Bán lẻ hôm nào chị sẽ có một cái lịch cố định sau. Còn hôm nay thì chưa sắp xếp được, tại vì công việc đầu năm nó vẫn còn đang linh tinh quá, thợ thầy nó còn đông chưa được ổn định. Các bạn thông cảm giúp em. Rồi, bộ bé gái của chúng ta 5 bộ 5 màu giá bao nhiêu em? 195.000, 39.000 một bộ, ok. Chỉ có 195.000 thôi. Em thấy lượng khách nãy đặt đông lắm luôn rồi. Nãy giờ là các bạn đặt nó là vượt qua thôi. Bộ chị cầm số mấy? Bộ chị cầm đang là số 1, Linh Ngô. Lại yên mẫu nữa chị ơi, em chọn luôn. Một buổi tối thì Nhung like chỉ có nhiều đó thôi, hết hàng mất rồi còn đâu nó mà like. Rồi, 195.000 sở hữu 5 bộ cho con, nhớ lưu ý giùm em từ 8kg cho đến 23kg, đó là bộ bé gái. Rồi, bộ bé gái nhí nha các bạn nhớ nha. Và bộ bé đại bé gái. Đại bé gái đây ạ. Đại bé gái của chúng ta. Bộ đại bé gái này thì chắc là em bị sợ hết rồi, chứ bây giờ em thì vẫn phải giới thiệu lại cho các bạn, nhưng mà em nghĩ là hết rồi. Em nên mẹ nào mà inbox nhanh giùm em. Mai Anh ơi em lấy Alibaba hay là lấy bộ này thì ghi rõ giùm chị nhé. Rồi, bộ đại bé gái này có size từ 24kg. Ok Hồng Vân, nhớ inbox và ghi rõ giùm chị là bộ bé gái nhí hay đại nhé. Đây, bộ đại bé gái sách nách này đây, với giá cực kỳ sốc cho các bạn luôn. 5 bộ 5 màu siêu xinh của con. Siêu xinh luôn. Đó, siêu xinh nhá. Siêu xinh luôn. Rất là xinh Ngọc Thảo ơi. Ừ, ok này. Đó, rất là xinh luôn. Quần đùi này, hai túi hai bên này. Đó, Nhã Trần ơi, chờ chị xíu chị sẽ lên bộ đại bé trai luôn. Chị like xong hết rồi đó. Like đầy đủ hết rồi, cả nhí, cả đại, cả trai, cả gái luôn. Cảm ơn Phạm Thanh An, nhớ inbox nha Phạm Thanh An ơi. Chị thấy này, ba combo nha chị. Bé gái 16kg này, bé gái 23kg. Đẻ gì mà toàn công chúa xinh xắn vậy, yêu quá vậy, sao sướng quá vậy. Ship toàn quốc đồng giá 33.000. Các bạn nhớ nhá, ship toàn quốc đồng giá 33.000. Bộ bé gái quá xinh luôn. Trời ơi, này Elsa này duyên chưa. Lấp lá, lấp lánh như thế này thì thao làm sao mà chịu nổi. Áo rồi cho em hai bộ áo dán. Ok Nguyễn Huệ, inbox cho chị Nhung. Rồi ok, đẹp chưa? Đẹp chưa? Rồi ok nha. Ok chưa? Rồi bộ bé gái các bạn cứ inbox cho chị Nhung. Chị Nhung sẽ giải quyết cho các bạn ngày mai nhé. Rồi ok nha. Bộ đại bé gái của chúng ta là bao nhiêu tiền em? Bộ đại bé gái là 295.000 năm bộ. 295.000 một năm bộ nha các bạn. Cảm ơn chị Hoàng Nguyễn, nhớ inbox cho em. Cảm ơn Mai Oanh, nhớ inbox nhé. 200 nguyên đổ, thấy nguyên đổ nhé. Ok các bạn nhé, nguyên đổ này. Rồi 295.000 sở hữu luôn cho con 5 bộ. Chia ra chỉ có 59.000 một bộ thôi. Còn bộ bé trai size đại, hàng thương hiệu Happy Kids, một thương hiệu vô cùng là nổi tiếng và cực kỳ chất lượng. Đó, ok áo yếm luôn. Rồi bộ bé trai gái này là từ 25 cho đến 45kg mà. Phạm Huệ Trương ơi, từ 25 đến 45kg chị nhá. Nên bé mà có vừa size kiểu đấy hãy inbox cho em ngay lập tức đi ạ. Rồi bé trai cũng phải có 3 màu, 3 size, 3 màu. Ok, cảm ơn Hoa Nguyễn, inbox nha Hoa ơi. Cảm ơn em nhá. Đại gái combo đại gái 295.000, 295.000. Chị ơi 16kg thì không vừa đâu, bởi vì do là bộ đại bé gái đó chỉ 23kg đến 45kg. Chị Thủy Phạm ơi, 16kg là vừa Alibaba này chị nhá. Vừa Alibaba này. Đó, nhớ xin cho em nhé. Ok Thanh Lê. Rồi. Đại bé gái lớn nhất là 45kg. Thanh Trúc ơi, chị Thanh Trúc ơi, QL đó, chị Thanh Trúc QL nhá. Rồi, đại bé trai từ 25 cho đến 45kg luôn. Đại bé trai từ 25 đến 45kg, nhớ chị nhá. Đại bé trai từ 25 đến 45kg, giá của chúng ta hàng cao cấp loại 1. Đây là chất liệu vải đẳng cấp nhất thị trường hiện nay. Giá của chúng ta cực kỳ sốc cho các bạn luôn là 285.000 sở hữu 3 bộ cho con, tức là 95.000 một bộ các bạn ạ. Chỉ có 95.000 thôi. Ừ đúng rồi em, tại vì chị mua ship một lần luôn á. Tại vì do thực ra các bạn nghe một combo, nhưng mà cái giá của chúng ta có 200 mấy, các bạn mua về cho con mặc. Nhiều khi 5-6 ngày các bạn mặc cho con, chứ để mà mua lắt nhắt từng bộ mà tiền ship mất 30.000. Đó nên bởi vậy các mẹ bên hàng bên em là các bạn mua như vậy để các bạn gửi đi một lần luôn, đỡ tốn tiền ship. Rồi bây giờ ok, combo bé gái Tuyết Phương Nam ơi, combo với đại ông bộ Alibaba này chỉ có 195.000 thôi. Có 39.000 một bộ đấy, trời đất, nó rẻ đến mức độ đó đấy. Dạ 50kg thì em sợ không vừa. Con bao nhiêu tuổi rồi chị Thanh Trúc? 50kg thì em sợ không vừa.
Đó chị nhá, chị thông cảm giúp em. Rồi Alibaba này 39.000 bộ, 5 bộ là 195.000. Rồi combo ngắn bé trai như thế này cũng chỉ có 39.000 một bộ, nhân lên giùm em 6 bộ là chỉ có 234.000 chị nhá. Rồi bé gái cũng vậy, size đại từ 25 cho đến 45kg, nhân lên giùm em là 200 bao nhiêu nhỉ? Em nhỉ, đại bé gái là 295.000 5 bộ, tức là 59.000 một bộ chị ạ. 59.000 các mẹ chị nhé, các chị em nhé. Rồi bây giờ thì nó nằm trên bàn như thế này đây, em không móc lên bởi vì em sợ các mẹ sẽ chỉ có lo nhìn đắp vú đấy ạ. Rồi em phục một các bạn nhớ đây lá khoai vỏ, ok Yên Phúc nhé, nhớ Yên Phúc nha, em lá khoai vỏ ấy. À, cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ lên phần đắp vú đây. Em gọi rồi. À, cảm ơn Nguyễn Huệ ơi, đây này bộ bé trai 11kg đây này em này, đây này em này, một combo của chúng ta là 6 bộ 39.000 một bộ em nhé, nhân lên giùm chị là 234.000 đó nhá. Đây nha Trần ơi, đây bé gái, đây bé trai, đây trời ơi, Yên Phúc liền đi không là hết đó nha. Cảm ơn Thanh Lê, cảm ơn Thanh Lê, ok Yếm luôn. Đây bé trai size từ 8kg cho đến 23kg, những bạn nào có size nhí hãy comment cho em nhanh và liền cho em. Combo này thì em bán một cái giá mà nó là còn rẻ hơn cho nữa, tức là làm sao ạ, một combo 6 bộ 6 màu cho con giá chỉ có 234.000, chia ra là có 39.000 một bộ các bạn ơi. Nó xinh và nó duyên quá, vải thì đẹp vô cùng là đẹp. Ồ, đẹp vô cùng luôn. Vâng, em mở cho. Em lấy cho chị Nhung size bé gái lớn nhất cho chị Nhung đi nào. Đây. Đó bạn nhá, quần áo kiểu không. Hôm nay thì chị Nhung chỉ bán hàng để mặc hè thôi. Mặc hè thôi, còn hàng Tết, hàng đi chơi thì lại không có. Đại bé trai gái size lớn nhất cho chị một bộ cho các bạn xem. Đó nhá chị nhá. Chị Anh Đức Phạm ơi, bộ đại bé trai như vậy là 285.000 ba bộ, hàng cao cấp chị nhé, hàng cao cấp rồi đấy cho em bé trai. Bạn nào inbox và ghi rõ giùm em là chị ơi em lấy bộ nào giá bao nhiêu để em bên em sẽ chuẩn hàng cho bạn. Diệu Trần ơi, chị gửi hàng em xe gì vậy chị, em gọi thẳng vô cho anh Thái giùm chị đi, anh Thái vẫn còn đang bên xưởng luôn đấy, mấy giờ rồi anh Thái về chưa tội nghiệp anh, 10 giờ rồi. Em gọi thẳng vô cho số điện thoại này này Diệu Trần ơi, 0906749049 giúp chị nhé Diệu Trần nhé, hàng đi hết rồi. Chiều nay thì chị thấy anh đi cho hàng hết rồi, bên xưởng coi như là cũng trống hết hàng luôn rồi đấy. Chỉ còn một hai bạn chiều nay chưa kịp chuyển tiền, sáng ngày mai chuyển nốt thì còn đi hàng thôi. Còn hôm nay là các bạn đơn sỉ, những bạn nào chuyển khoản là đi hết luôn rồi. Cảm ơn Nhã Trần nhớ Inbox nha, Nhã Trần ơi. Cảm ơn gấu con nhớ Inbox nha. Cảm ơn. Đây em kiểm tra xem các bạn đã Inbox đông chưa. Các bạn đã Inbox chưa đông chưa nhé. Em thấy các bạn thì Inbox nãy giờ là vượt quá sức tưởng tượng rồi. Rồi ok đây này. Đến em thì các bạn Inbox rất là nhanh. Bạn quen cách mua hàng rồi nên các bạn inbox nhanh lắm luôn. Để các bạn chờ em một xíu, mạng thì không nhanh. Được cái thì các mẹ inbox nhanh nhưng mà mạng lại không nhanh. Các bạn nhìn thấy không ạ? Mạng trắng xóa. Cứ như kiểu dạng như biển, sóng biển mà xóa đến mức độ mà xóa hết cả màn hình luôn, không thấy gì. Cảm ơn Nguyễn Lệ nhớ inbox nhá. Cảm ơn Linh Cao nhớ inbox nha Linh Cao ơi. Inbox nhá để không bị mất hàng nha, không bị sót đơn nhá. Cảm ơn gấu con, cảm ơn tất cả các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ em. Size đại bé gái có cho em. Hệ thống ơi, inbox nha hệ thống ơi. Có đấy, 35-45kg là thoải mái luôn. Được chưa ạ? Rồi, bộ 19kg chị lấy cho em số 7. Hoặc nếu mà bụng to chị lấy số 9-8 luôn cho thoải mái. Nhưng mà thường lấy số 7 là thoải mái rồi. Số 7 là ok rồi, Nguyễn Kỳ Duyên. Tại vì do hiện tại giờ cu tí nhà em cũng 19kg, gần 4 tuổi. Chính xác là 3 tuổi rưỡi. Mà mặc số 7 mà rộng rãi luôn, thoải mái luôn. Chị nhá. Cảm ơn chị Hưng lên. Yếm đi, ok Yếm đi, đây này bộ bé trai đây này. Bộ này thì các bạn đừng bỏ lỡ bởi vì cứ có size từ 8kg cho đến 23kg vừa trong cái lứa này là các bạn nên mua cho con luôn. Bởi vì cái giá nó quá rẻ, 39.000 một bộ. Các bạn nhớ Trình Nga, nhớ Anh Úc nhé. 39.000 một bộ, một combo 6 bộ là nhân lên là chỉ có 200 bao nhiêu em? 234.000 chị ạ. Đấy, chị thấy không em? Hồng Thủy ơi, ngày mai bên chị Nhung sẽ kiểm tra từng bạn một, cứ yên tâm nhé. Bên chị Nhung sẽ kiểm tra từng bạn một, bên em sẽ kiểm tra hết luôn đấy ạ. Chị nói nhiều không khán tiếng ma gì, giọng bên chị Nhung thì giọng cứ ồm ồm như vịt đực và thái mập thì rồi lên đắp cú các bạn ạ. Đại trai nha Phạm Kim Thoa, ok Phạm Kim Thoa, cái bộ này là bộ hàng cao cấp đó, bộ đại cao cấp đây. Bộ này là bộ Happy Kit nhé, bộ thương hiệu Happy Kit. Ở ngoài thị trường không bán dưới 150 đâu các bạn, không bao giờ dưới 150. Mà ở đây em xin phép bán cho các bạn giá cực kỳ sốc luôn, là chỉ có 95.000, hàng này 95.000 là rẻ, cực kỳ rẻ luôn các bạn ạ. Người ta sẽ bán tầm khoảng, nếu mà người ta bán online để mà có lợi nhuận thì người ta sẽ bán tầm 130-140. Đó, ví dụ như là đó là không phải mất chi phí mặt bằng đó, là các bạn chỉ bán 130-140. Còn với em thì em chỉ bán 195.000 thôi, tức là tốt nó coi như là rẻ hơn thị trường ít nhất là 50.000 các bạn ạ. Rồi bộ này là 285.000, sở hữu 3 bộ 3 màu cho con, 285.000 các bạn nhớ nha.
đừng quên inbox để sở hữu cho con những bộ đại như thế này. Hàng vải nó là hàng cao cấp. Có cọc trước, có Nguyễn Bích Ngọc ơi, hẹn em vào tối ngày thứ tư nhá, Ngọc nhá, thứ tư Nguyễn Bích Ngọc, Ngọc Bích nhá. Dạ, Thùy Linh, Nguyễn Thị ơi, nhớ inbox cho em để chúng ta bắt đầu gia nhập hội nha, nhớ inbox nha, để ngày mai bên em sẽ bắt đầu chốt đơn. Bên em sẽ, nãy giờ các bạn lưu ý là xem like của em không đọc comment chốt đơn của các bạn, bởi vì nếu mà đọc thì chắc là em sẽ lựu lưỡi rầm luôn đấy. Tức là em sẽ ưu tiên cho những bạn nào mà inbox đấy ạ. Thôi bây giờ tới lượt lần đắp dúi chứ không các bạn lại cứ chờ đợi. Bộ bèo thì chắc là hôm nay thì không có bộ bèo chị ạ. Cọc thì chỉ cần, không cần cọc nhiều đâu, 200, 300, 400, 500 tùy em. Chị không cần cái số tiền cọc đâu các bạn, mà chị cần là các bạn lấy hàng chắc chắn. Đấy, bởi vì sao nhân viên rất là tội nghiệp, toàn là gầy dơ xương sống xương sườn luôn thôi, mà nhiều khi đóng cục hàng xong lại gọi điện nói con nhà kéo te thì tội nghiệp lắm. Đẹp không chị ơi? Đẹp, rất đẹp chị Đỗ Thị Tơi ơi. Vải bên em thì các bạn cứ hỏi thẳng những khách hàng mà đã mua hàng bên em đi. Không nói cái bộ đại đâu. Bộ đại bé gái sao đại lớn nhất đâu. Đây à, đại size lớn nhất thì em sợ 50 kg thì bé bao nhiêu kg bé? Em á 36 rồi. Đấy, các bạn nhớ thấy nhân viên mà sao ít combo vậy em. Dạ, mỗi buổi tối thì em chỉ biết như vậy thôi à, tại vì do là vậy mà cả hơn gần 2000 hàng của em đấy ạ. À. Đấy ạ. À. 50 kg mập lắm á. 50 kg là chắc là tròn lắm không? 50 kg mà tuổi tuổi nhỏ hả? Nếu 50 kg mà 4-5 tuổi, 5-6 tuổi là không ổn đâu. Tức là nếu mà 50 kg mà khoảng mười mấy tuổi thì ok, mà 50 kg mà là một khoảng 6 tuổi là chết luôn, không vừa chị nhá. 6-7 tuổi là không vừa đâu ạ. À. À, chị Lai Sĩ, bộ bèo nhỏ mà hôm nay không có, còn bộ nào chị cùi luôn. Không, là để đó thôi hả? Còn đặt hàng xong phải chuyển khoản hết không? Em cọc là khi mà em chuyển khoản em trừ tiền cọc đi luôn, Ngọc Bích ạ. Tức là ví dụ chỉ không cách xỉ lần đầu tiên thôi, còn từ những lần sau thì không phải cọc nữa đâu em nhá. Tiền cọc đó là cái tiền cọc để mà khi em lấy hàng xong rồi ngày hôm sau em chuyển khoản một cái là đi hết luôn, tức là trừ luôn cái tiền cọc để mà chuyển khoản. Ví dụ em lấy 10 triệu em chuyển cắn, em cọc 500 thì em chỉ cần chuyển là 9,5 triệu thôi đó nhé, chứ chị không cần cái tiền cọc, chị không giữ tiền cọc của các bạn. Thì chủ yếu là còn bộ bèo không, không còn bộ nào đâu, hết sạch rồi. Bộ bèo lai xỉ không còn bộ nào bị cháy hàng. Dạ, bộ đại bé gái này là từ 25 cho đến tầm khoảng 40 kg thôi Ngọc My ơi. Chốt như vậy cho các con nó mặc nó thoải mái, chứ để mà các con nhiều khi là mùa hè mà chốt cho con rộng rãi một xíu. Bộ đại đẹp quá, phải có size 21 kg thì hay quá hả? 21 kg thì con bao nhiêu tuổi rồi Quỳnh Anh? Yếm nha, đắp vú. Cái này á, em bật mí cho các bạn như này, em nói vui nhưng mà nó là thật. Bởi vì sao ạ? Nếu như các bé mà đang ở cái lứa tuổi mà đang ăn bột, ăn cháo đấy ạ, thì hãy sở hữu luôn cho con một cái áo yếm như thế này. Để làm chi ạ? Khi các con mặc, ngoài những giờ con mặc chúng ta sẽ thay vào, nó có hai chức năng. Một là áo, hai là yếm. Đúng nghĩa là áo yếm. Đây, áo là mặc làm thành áo, và yếm nó nghĩa là làm thành yếm. Để những lúc mà con ăn cháo, ăn bột chúng ta cột vào thành yếm luôn. Và nếu như các con lồng vào chúng ta thành cái áo, nó duyên mà nó xinh, ta nói trời ơi, có bữa nào lên áo có tay nha chị, ok, cả mùi chắc chắn sẽ đầy đủ hết luôn. Đấy, xem sách nách bé trai với, hôm nay thì không có sách nách bé trai luôn, không có quần trục nhé. Hôm nay thì tại vì ra đầu năm chỉ sắp xếp được 4-5 mã như vậy là hàng nhiều lắm rồi, cả 2000+ hàng đấy chứ không ít đâu các bạn. Đó nha. Rồi, bé áo yếm bé gái có size từ 8 kg, từ 8 kg nha các bạn, lưu ý giùm em 8-9 kg thôi, hoặc thậm chí 7 kg cũng ok luôn. Những bạn nào mà có con từ 5-6 tháng là quất cho con những cái bộ đồ này lên, nó cưng mà nó là cưng nhức nách luôn á. Tại vì sao ạ? Cái lứa đó là lứa đang sổ sữa, mặc lên cưng lắm, chịu không nổi luôn. Rồi, yếm này em xin phép bán giá cực kỳ sốc cho các bạn nhé. Em sẽ bán cái hàng này là vải cao cấp, cái vải này cũng ngang ngửa với cái vải bộ đại này các bạn. Các bạn mấy lần các bạn nhận được cái chất liệu vải của bên em. Riêng cái hàng yếm này thì đáng lý là hàng thương hiệu, nhưng mà hàng mắc tiền, nhưng mà có điều là em sẽ bán giá cho các bạn sốc luôn. Rồi, em bán cho các bạn giá là 100.000 ba áo. 100.000 ba áo các bạn nhớ nha, chốt nhanh giùm em không là hết luôn ạ. 100.000 ba áo có size từ 6 kg cho đến 23 kg. Dạ không, có 45 kg. Tại em sợ mấy bạn 45 kg nhờ thì nghe thẹn thùng nên không dám mặc thở đắp vú. 45 kg không dám, thẹn thùng sợ. Nhiều khi cái tuổi đó là bắt đầu các tuổi bắt đầu biết ngại biết ngùng rồi nên không dám. Dạ chị Lan Phạm, em cảm ơn chị nhé. Có gì cứ giữ ạ, ngày mai chuyển khoản cho em cũng được nhá. Không thì để thứ tư chị cứ hết cái chuyển khoản đặt cọc giúp em là ngày thứ tư. Thứ tư thì có gì ơi, có cái hàng này để dành cho các bạn xỉ đây.
thừa đâu, loạn ra. Cái này là loạn trợ là khỏi phải mặc áo trong nữa mà hay này luôn. Dạ chị ơi, cứ 100.000 ba cái chị nhá, chị thích mua bao nhiêu cái thì tùy, bởi vì nó có 6 màu tất cả chị ạ. Cưng quá, chắc tôi chết mất cái áo yếm này luôn đó. Chị em ước em nhỏ bé lại để em khoác lên mình cho cái áo yếm này cho các bạn luôn. 6 màu anh Nguyệt ơi, đây này, đây nha. Rồi màu dâu này, màu cốm xinh cực kỳ xinh, tất cả đều là thêu nhá, thêu đấy bận làm dầm nha. Vâng vâng vâng. Rồi màu hồng cho, ô cái màu nu này đẹp chưa, màu này đẹp nhất nhá, màu này ngọt nhá. Rồi tiếp tục màu này, màu đen thì khỏi chê rồi, hơi bị chất nha. Màu đen này mà các bạn mà có cái quần quần màu trắng này hoặc màu hồng sen này, rồi các bạn phối lên có nói là như là hoa hậu Hàn Quốc đẻ vậy đấy. Ô, lộn. Nhưng mà mẹ lại toàn là mẹ nông dân hoa hậu ruộng vườn thôi, nhưng mà lại nhìn vô là tư tưởng là con gái của hoa hậu thôi đấy, bởi vì sao bạn xinh quá mà đó. Các bạn nhớ lưu ý giùm em nhé, 2 hồng 1 đen 17 bạn. Chị ơi cứ chốt giùm em nhé, cứ 100.000 ba áo vải đẹp cực kỳ, các bạn cứ nhận vải đi, các bạn sẽ ngất ngây con nào luôn. Có Diệp ơi, thứ tư, tối thứ tư, tối thứ tư. Hello Thanh Quyết, sao lâu rồi, sao bây giờ mới lên? Nhìn chị mặc yếu xinh quá hả, ý là đắp vú đó. Đó rồi chốt nhanh nha, nhớ inbox nhé. Em chụp ơi thôi, đừng có chụp màn hình. Em chụp màn hình chị mặc yếm xinh. Ui thật. Tóc tai còn đang xù xù, bởi vì do là gội đầu bội quá, đi chiều nay về xong rồi bội vàng, thế là tắm xong cái bay vào live luôn, nên tóc tai nó còn đang linh tinh tinh vàng đây. Nhớ nha, 100.000 ba yếm. Em thấy các bạn bắt đầu, em coi xem các bạn đã inbox nhanh chưa. Rồi lưu ý giùm em vấn đề đó, và nhớ không inbox là không mua được hàng, các bạn nhớ nhá. Rồi ngày hôm nay 22 kg vừa Mai Anh ơi. Ok Thanh Quốc, chị có đồ hoặc đầm. Đây Thanh Quốc ơi, đây này, bộ của bé từ 7kg cho đến 22kg, 23kg đây này, 23kg bộ bên này này em này. Bé gái này, đó đây nha, bé gái này là 195.000 năm bộ. 195.000 năm bộ, tức là 39.000 một bộ thôi. 39.000 một bộ nha em nhé. Rất là xinh quần này, quần Alibaba cưng không? Rất là yêu luôn, từ 8kg cho đến 23kg. Chốt nhanh không là hết, tại vì do là các mẹ nhắn nhanh lắm rồi, nhiều lắm luôn rồi, các bạn chốt nhiều lắm luôn rồi. Bé gái và đi cùng với cái yếm, em bật mí cho các bạn thực sự luôn á, cái hàng yếm này em bán là em biếm lắm các bạn ơi. Em bán là em nói thiệt lòng luôn là em nhiều khi em cũng có sự tính toán đấy. Cái áo này các bạn mua cái này về các bạn sẽ có hai bộ nha các bạn, mua cái yếm và mua cái bộ này là các bạn sẽ có hai mẫu để các con mặc đi học luôn. Tại vì sao? Em tụt cái áo này ra, ta lên luôn cái áo này, ta nói không đẹp, đi mặc nếu lúc nào cần mặc áo có tay để cho nó lịch sự và cho nó kín đáo, cho ví dụ trời nắng quá thì các bạn mặc cái áo này. Còn nếu những lúc nào mà trời nóng nhưng không đi ra nắng, trời nóng nhưng không đi ra nắng nha, lưu ý nếu mà ra nắng mà cho con những cái bộ này thì thôi, thì nhiều khi nó cháy da của con, tội nghiệp sau này nó cũng phải đi tâm trắng, tội nghiệp lắm. Còn nếu trời nóng mà các bạn chỉ cần mặc cái thế này cho con thì thôi, em nói là một lời từ duy nhất, đó là cạn lời. Tức làm sao? Đó, tức làm sao? Cạn lời, đắp vú mà, đắp vú mà, đó. Cưng không? Cưng nhờ? Thông minh không? Bởi vậy cái nán rồ là chán rồ là nhiều khi nó có cái rồ. Phản ứng tình huống. Đây cảm ơn chị Lân Phạm, em cứ thực tế như vậy đây các bạn ơi. Tức là xem nhiều khi trời, ví dụ như là đi học nha các bạn, đi học về là đi học thì mặc áo này, nhưng mà về đến nhà em chào ba mẹ, vô tới nhà em lột luôn áo có tay và thành áo yếm đắp vú. Thế là xong, là thành một bộ. Sáng cô giáo đến trường, cô giáo thấy bộ đồ này, cô nói ôi con mua đâu bộ đồ đẹp thế, xinh thế. Rồi về đi đón, về đến nhà lột ra thành cái áo, mặc cái áo đắp vú vô. Thế là xong, thành ra như thế này đây ạ. Nó đẹp một cái kinh khủng khiếp luôn, các bạn đồng nhận đồng ý em không? Em xin lỗi mọi người đây, em nó tuyệt vời luôn. Đó, rất là cưng, em nói thực sự luôn, mặc cái bộ đồ này rất là cưng luôn đó. Đó các bạn nhá. Dạ vâng. À, bộ bé trai 11kg. Mùa Hè ơi, bộ bé trai 11kg thì hôm nay có combo này. Tại vì giờ là bên chị Nhung thì bán combo. Hệ ạ, đó là cái cách bán hàng bên chị Nhung nhá. Cảm ơn Huệ rất nhiều. Chào chị Nhung, hôm nay có đồ bé trai 14kg tại em mới vô. Linh ơi có, đây 40kg đây. Trời ơi, tèn. Một rất là tiếc, cho em xem lại bộ bé gái nhé. Em vừa vào. Ta ngồi đây thêm 15 phút nữa là bảo 15 phút nữa nói, có 15 mẹ nữa là kêu là hai lai lại, bởi vì dạ vâng em cũng ước điều đó giống chị, em cũng ước chị Kỳ Duyên thôi, em cũng giống chị với ạ. Em cũng hai vợ chồng em là suốt ngày chỉ có vấn đề đó, nhiều khi là 8 tháng nay là chủ đề duy nhất là hay nói về vấn đề đó. Là em ước giống như chị đấy ạ.
Rồi, đây, các bạn nhớ nhá. Em không bán như thế này đâu ạ. Đây là áo yếm 100 ngàn 3 áo. Các bạn lưu ý dùm em, lại cứ tưởng là mất công là ít bữa nữa. Chị ơi bán cho em combo bé gái xong rồi gửi về kêu, ủa chị ơi sao nó lại yếm đi đâu. Dạ không, đây, nó như thế này đâu. Mà chẳng qua đó là sự sáng tạo bất thời nhất thời của em thôi. Tức là nhiều khi trong một phút bốc chốc và sự yên sáng tạo nó bật mí lên. Dạ vâng, rồi ok Nguyễn Huệ. Đây, combo của chúng ta như thế này đây ạ. Mặc để con đi học vào những ngày mầm non. Rất là đẹp, rất là xinh. Đấy, nhiều khi là đi trời nắng cho đồ, có những cái cánh áo có cánh tay như thế này thì còn che bớt cho con chứ để tội nghiệp con. Và nguyên một bộ như thế này, áo có tay và quần Alibaba như vậy thì chỉ có 39.000 một bộ. Và sở hữu cho con là 5 bộ cho em nhé. Một combo của chúng ta, em bán cả combo như vậy là một combo là 195.000. Ok nhé, 195.000 5 bộ, giá chúng ta chỉ có 39.000 thôi. 39.000 các bạn lưu ý dùng em nhé. Và có size từ 6kg cho đến 23kg. Các bạn lưu ý là 6kg đến 23kg. Có 5 màu. Có 5 màu, màu xanh, màu vàng. Rất là xinh. Đó, 5 màu cho con sở hữu mà chỉ có 195.000. Các bạn bỏ ra có 195.000 sở hữu luôn cho con. Ok nha. Cái này là bé gái nha. Bé gái size nhí. Bé gái size nhí là từ 7kg, 6kg cho đến 23kg. Và kèm theo của nó, nếu như mẹ nào muốn mua cho con yếm thì hãy comment dùm em là yếm. Và inbox cho em đầy đủ thông tin. Yếm có size từ 6kg cho đến 23kg luôn. 6kg, 23kg có 6 màu. Cứ 100.000 ba yếm. Cứ 100.000 ba yếm. Cưng không? 100.000 ba yếm nha các bạn nhé. Dạ vâng, yếm thì được chọn màu đi chị ạ. Chị Ngọc Quyên em ưu tiên cho mấy bạn nào nhanh, chứ không là để tới lúc lại hết màu đấy. Đấy, cưng không? 100.000 ba yếm vải cao cấp. Cái vải này thì vải cao cấp. Vải cao cấp rồi. Yếm này mặc với quần Alibaba giống như hồi nãy em nói đấy. Cưng lắm chứ không nổi. Tức là đi học về một cái là tụt áo trên, mặc áo, mặc quần và mặc áo yếm. Thế là xong, là lại đi ra ngoài chơi ten là thành một bộ đồ mới. Lại kêu mẹ nó mua đồ đâu mà khéo thế, sao mà phối đồ gì mà xuất sắc thế. Vâng anh Phạm ơi, nhớ inbox nhá. Dạ vâng, là size to. Dạ chị ơi, chị là mua trai hay gái vậy ạ? Được, được Thành Như, được mà. Rồi, đây ạ, bộ tới là bộ trai nhí bé trai rồi đúng không? Nhí bé trai là từ 7kg. Em lanh nhanh qua một cái vào để em nghỉ nhá. À, mua sỉ phải cọc lần 2, lần 3. Không không, Ngọc Bích ơi, không cần phải cọc nữa. Tức là đã trở thành khách sỉ của bên chị Nhung rồi thì không cọc nữa. Chủ yếu là tại vì do là chị muốn phân biệt giữa khách mua lẻ với của khách ba sỉ. Tại nhiều bạn mua lẻ nhiều lắm. Bên chị Nhung có những bạn mua lẻ tiền triệu. Đơn hàng lên tới tiền triệu thì nó sẽ khác, tại vì do bên chị Nhung quản lý hai phần mềm khác biệt nhau hoàn toàn. Do đó những bạn nào mua sỉ thì chỉ cần cọc lần đầu tiên thôi để chắc chắn lấy hàng thôi, để nhầm với. Dạ vâng, cùng một size. Đúng rồi em, 5 màu một size Trần Anh ơi. 5 màu một size mà, tại vì do là em đang bán lẻ mà. Đó, lựa màu đẹp là được. Ừ đúng rồi. Đây, combo của bé trai các bạn nhớ inbox ghi rõ dùm em là in bé trai nhá. Combo của bé trai của chúng ta là 6 màu hoàn hảo. Về đi. Mai qua sớm. À, gì nhỉ? Combo của bé trai, quên nãy giờ tự nhiên. Combo của bé trai có 6 màu, 6 màu hoàn hảo luôn các bạn nhé. Có size từ 7kg cho đến 23kg. 7kg đến 23kg. Dạ, yeah, chị Thanh Quyết thông cảm cho em hai bộ mà bây giờ em tự chị tưởng tượng em nói các mẹ tại sao em không bán hai bộ. Hai bộ chúng ta nhân lên là bao nhiêu ạ? 39.000 một bộ nhân 2 thì có 78.000 bộ trả lẽ ship. Tiền ship 30.000. Đúng không ạ? Em lỗ chết người luôn. Thì không thể nào em ship được, tại thì thực chất tiền ship nó tới tận gần 40.000 cơ. Nhưng qua bây giờ là mình hỗ trợ cho các bạn cứ bù qua xuất lại thì tiền ship tổng giá toàn quốc là 33.000. Toàn quốc 33.000. À đó, có. Ok, lát chị Thanh Quốc ơi, lát nữa bộ này em like giờ đấy, bộ đại thì nó phải rơi vào cái bộ này rồi. Lát em like lại nhé chị Thanh Quốc nhé. Ok, Kili Fan ơi, nhớ inbox nha, Kili Fan nhớ inbox nha. Bộ đại bé, bộ bé trai size nhí có size từ 6kg cho đến 23kg, giá của chúng ta chỉ có 39.000. Vải cô tông 4 chiều xuất, vải cô tông 4 chiều xuất, các bạn lưu ý giùm em. Nó là một cái chất liệu vải cực kỳ mát. Con mặc cực kỳ mát và cực kỳ phù hợp cho mùa hè như thế này. Đó, trời nóng nực như vậy càng phải mặc những bộ đồ như vậy con càng dễ chịu. Các bạn lưu ý giùm em, có 6 bộ 6 màu, giá của chúng ta là 39.000 một bộ, nhân lên 6 là 234.000. Ngọc Khanh thấy Ngọc Khanh nhá, cứ inbox đi Ngọc Khanh yên tâm, tại chị Nhung không đọc comment thôi. Đọc nhiều khi ít bữa nữa là vỡ họng mất. Đó, và bây giờ em sẽ lên bộ đại bé trai. Bộ đại bé trai thì nó bị full hàng rồi. Bộ đại bé trai là nãy em thấy bị cháy hàng trầm trầm nữa, không biết là các bạn sao. À, tính mua nhiều kiểu cho đẹp. Đây, bộ đại bé trai thì chúng ta chỉ có 3 bộ thôi. Combo bé trai thì 3 bộ thôi. Nhưng mà combo bé trai, à, cho em xem bộ bé gái 23 to nhất được không? Đây em ơi, bộ bé gái thì nó lại nhảy lên size đà sách nách rồi. Hôm nay có combo sách nách rồi. Lát chị Nhung lên. À, gửi áo dài cách tôn trôi thì mình cũng hỏi, ô Trần, chắc bị thiếu hàng của em rồi. Chị xin lỗi nhá.
cảm ơn Ngọc Bích nhé. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Bích, tức là bên chị Nhung là chọn sỉ chân lai em nhé, vào ngày thứ tư, 9 giờ ngày thứ tư, sắp xếp lên sớm tại vì do là thường bao giờ những cái mẫu mới bao giờ cũng sẽ được like đầu tiên. Em cố gắng giúp chị nhá. Cảm ơn Ngọc Bích. Thực ra thì chị thấy nãy giờ em có sự tâm huyết rất là nhiều rồi đấy. Chị thì không ép các bạn hay là bắt các bạn là em ơi phải đặt cọc đâu, nhưng mà chị nói ở đây là chị em chúng ta hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Ví dụ như những bạn nào mà chắc chắn lấy hàng thì cứ việc vào lấy, chị chứ 200-300 thì nó không phải là cái vấn đề lớn. Nhưng có điều là ví dụ em cần thực sự lấy hàng thì cứ vào lấy. Ví dụ như những bạn nào mà con nhỏ bận quá không chuyển khoản được thì cũng thôi cứ vào lấy đi. Nên sau ngày thứ năm thì bên chị Nhung chụp bill một cái thì tranh thủ chuyển khoản để đi hàng luôn nhé, Ngọc Bích nhé. Ok chưa? Nói chung là các bạn lấy hàng bên chị Nhung thì chị cũng rất là thoải mái. Và kiểu kể cả ông xã của chị cũng vậy, rất là thoải mái. Làm sao để hỗ trợ các bạn, tìm xe cho các bạn, làm sao để gửi xe nhanh nhất và rẻ nhất cho các bạn. Bao giờ thì cũng tính tới cái chuyện đó cả. Là size mấy tới size mấy vậy chị? Thu Năm Lê ơi, cái bộ đại bé trai này là hàng cao cấp chị nhé. Em đang nói về cái vấn bộ đại này. Đây các bạn nhìn đấy ạ. Bộ bé trai size đại hàng Happy Kids. Hàng Happy Kids là một thương hiệu rất là lớn. Đó, chị yên tâm nhé. Chị Trần Mỹ Phượng ơi, em vừa like bộ bé gái xong đấy ạ. Rồi, bộ đại bé trai này có size từ 25kg cho đến 45kg. 25kg, 45kg có vẻ Trần, chờ chị xíu. 25kg đến 45kg. Đó là một thương hiệu nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng ở thường là các bạn ở lô này này. Lô này là lô em sản xuất độc quyền đóng vào trung tâm thương mại ở Đà Nẵng. Bởi vì ở ngoài Đà Nẵng có một khách buôn rất là lớn của em. Các bạn thường phân phối vào hàng vào các siêu thị lớn, thậm chí vào cả Vincom nữa. Đó, đúng ra là em sẽ không bán livestream cái dòng thương hiệu này. Nhưng bởi vì do là ngày hôm nay ngày khai xuân không có hàng bé trai size đại nên em buộc phải bốc ra một ít. Không Nguyễn Dạy ơi, hết sạch luôn rồi, tại vì hôm nay chị Nhung like combo mà. Nên chị Nhung like combo em ạ. Ví dụ như hôm nay em chưa em muốn mua một combo khác thì em lại theo dõi một like khác của chị để em mua sau cũng được nhá. Tại vì do là mỗi một tuần chị Nhung like một ngày thôi hoặc là hai ngày thôi, nhiều lắm thì hai ngày thôi nhá. Nguyễn Huệ nhá. Nguyễn Dệ chứ hả? Nguyễn Dệ chứ. Mắt hơi kèm nhèm, mắt hơi cận. Dạ, 3 tháng 7 ký size gì? Lấy size nhỏ đi Diệu ơi, đẹp lắm luôn nhá, Diệu Hảo Lê nhá. Rồi. Set bé trai, combo bé trai có 3 bộ 3 màu và giá cực kỳ sốc. Trời ơi, sao trên đời này còn cô Tấm Nhi. Ủa chị Tô Sâm ơi. Dạ, cô gì nhà chị nhỉ? Cái này là bộ đại bé trai, bộ đại bé trai là của chúng ta là combo hàng cao cấp nha chị nhá. Ở ngoài thị trường thì nó sẽ bán tầm khoảng chừng 170-180, thậm chí là có khi có những shop lớn là bán tầm khoảng 200.000 một bộ hàng cao cấp như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ bán một con người giá cực kỳ sốc, đó là sao ạ? 285.000 mà các bạn sở hữu luôn 3 bộ cho con. 285.000 các bạn lưu ý giùm em nhé. 285.000 là 3 bộ là chỉ có 95.000 một bộ thôi. Có size từ 25kg cho đến 45kg, các bé mặc thoải mái đi học luôn. Đi học thêm, đi học đồ này kia thoải mái, có con mặc 11, 12 tuổi cứ mặc vô cho con. Bởi vì sao ạ, thoải mái quá. Chị Nhung bữa nay thành cô Tấm rồi. Cảm ơn Thành Như. Dạ vâng chị Hệ Thống ơi, chị cứ inbox cho em nha chị Hệ Thống. Chị mua hàng bên em thì quá nhiều rồi, chị mua cả 2 năm nay rồi đúng không ạ? Em có những khách hàng mà ủng hộ em từ khi bắt đầu 21kg thì em nghĩ là 21kg. Chị Huyền Dương ơi, con bao nhiêu tuổi rồi ạ? Liên Hạnh thấy, nhưng mà các bạn nhớ lưu ý là mua hàng bên em thì nhớ inbox cho em, tại vì em không có nhận đơn ở trên live. Bên em là không nhận đơn trên live, đó là lý do tại sao mà các bạn nhiều khi là cảm ơn chị Rosa May. Em thì em nghĩ là cứ nói thật lòng, bởi vì do là chị em chúng ta, em thì giống như là cũng chỉ là ngồi đây bán hàng, mặc dù thì ngày xưa cũng học sư phạm đồ này kia, nhưng mà quan trọng nhất là chị em chúng ta phải hiểu và thông cảm cho nhau và thật tâm thật lòng với nhau thôi. Chứ nhiều khi cứ nói ba hoa bốc phét mà cuối cùng câu trước câu sau thể nào cũng đá với nhau. Đó, combo bé trai, cảm ơn Mai Hương nhớ inbox nhé. Thanh Quốc nhớ inbox, tại vì do là bên em thì không nhận lên trên like. Cảm ơn chị Lê Quang Nguyên nhớ, cảm ơn anh, em không biết là anh hay là chị, nhưng mà thôi em cứ xin phép là chị đi, tôi sẽ mua cho con nhiều. Chị hay inbox cho em nhé. Bé trai 30kg inbox cho em, tại vì do là bên em thì chỉ nhận đơn 6 tuổi 21kg chị hả? Nếu mà mặc số nhỏ nhất thì đây, em đang mắc vào số nhỏ nhất đấy chị ạ. Em thì nghĩ là nó sẽ hơi rộng một xíu. Nếu mà chị mà muốn cho con mặc rộng vào trong mùa hè này thì chị nên lấy size nhỏ nhất, chị Huyền Dương ơi. Chị Huyền Hương nhé, chị Huyền Hương ơi. Tại mắt em thì cận ông xã hay la bắt đeo mắt kính, nhưng mà em sợ đeo mắt kính nó hay bị đau mà đầu nên em không đeo. Đây, còn combo cuối cùng. Phạm Lan ơi, chị vừa like xong. Đây, đồ cửa bé gái nhỏ nữa không? Không, Thanh Quốc hôm nay chỉ có bộ mỗi cái bộ Alibaba này thôi. Đây, đây nhé. Bạn nào mới vô sau thì có thể coi lại like của em. Các bạn coi lại like sau đó inbox cho em. Ngày mai bên em sẽ chốt đơn, nhân viên sẽ tập trung vào 12 bạn nhân viên sẽ tập trung chốt đơn cho các bạn.
Bên em là tổng cộng là 12 bạn nhân viên chốt đơn lẻ lượng, nên sẽ chốt trong vòng khoảng một ngày, trễ nhất là ngày mai nữa là xong thôi. Đấy, cảm ơn chị hệ thống bác sinh cơ. Bộ bé gái size đại của chúng ta là từ 25 cho đến 45 kg, các mẹ lưu ý giùm em, 25 đến 45 kg, và màu của nó các bạn nhìn rõ không ạ? Em đang cố gắng để rất là rõ cho các bạn, để các bạn nhìn ngắm được cái áo cận nhất, rõ ràng nhất. Các bạn nhớ nhé, đây của chúng ta là có 5 màu Hello Kitty, 5 màu, 5 hình in khác nhau. Và hình này em bao, các bạn cứ vạch máy giặt thoải mái, không bao giờ bị sợ bị bong tróc đâu. Rất là xinh. Và đặc biệt là đúng sở hữu, đúng đúng cái tâm sở thích của các bé. Bởi vì sao, cái lứa tuổi này là các bé thích Hello Kitty này, thích Elsa này, đúng không ạ? Thích hình cô gái này, thích nàng tiên cá. Đó, 25 đến 45 kg, và giá của chúng ta là 295.000. 295.000, có size từ 25 đến 45 kg. Hân Gia nhớ inbox nhá. Hân Gia nhớ inbox nhá, tại vì các mẹ inbox đông lắm luôn rồi, nên chị sợ là nãy giờ là lượng hàng nó bị quá tải rồi đấy. Đây, em để đây cho các bạn xem, ở bên em, bên hông em là kệ đây. Đó, đấy, kệ hàng này ngày mai là chỉ việc bốc lên cho các bạn thôi, đóng cho các bạn thôi, mà em sợ bị cháy hàng rồi. Tại vì mỗi một mã em để lại, cái bộ đài, riêng bộ đài này thì ít, bộ đài này ít lắm luôn. Thúy Diễm Nguyễn ơi, cảm ơn Thúy Diễm Nguyễn rất là nhiều, cảm ơn Thúy nha, cảm ơn Thúy. Chưa bao giờ ghim một cái bình luận nào của khách hàng, bên em thì chưa bao giờ. Dạ chị Triều Tâm ơi, bộ bé trai đây này chị này. Chị Triều Tâm thì mua hàng bên em. Ôi nhưng mà chị Triều Tâm, em nói chị nghe này, hồi trước Tết đó chị mua một số đồ. Em thì em biết là chị là khách hàng thân thiết của em rồi, nhưng mà lỗi là lỗi do em chứ không phải lỗi do chị. Tức là sao ạ? Em không tìm thấy được Facebook của chị nên em không thể nào ship đồ cho chị được. Em áy náy cực kỳ luôn. Riêng khách hàng, chị là người khách hàng và em áy náy, em mà ông xã em cũng vậy. Kêu trời ơi giờ làm sao ta, không thể nào tìm được Facebook của chị Triều Tâm. Mà gặp một nghẹt một nỗi là hôm đó cái máy tính mà lưu cái số điện thoại của chị ấy, thì nó lại bị trục trặc về cái phần mềm, nên em không tìm được cái số điện thoại của chị để em gọi. Coi như là cái đơn hàng ngày Tết của chị, em xin lỗi chị là em không gửi được cho chị. Nên ngày hôm nay chị hãy giúp em một điều là chị inbox lại cho em chị nhé. Chị hãy gửi vào tin nhắn cho em địa chỉ số điện thoại của chị gửi vào tin nhắn trang sưởng của em đấy ạ. Để ngày mai em lên đơn cho chị, chứ không lại giống như đầu Tết em tội nghiệp. Em áy náy cực kỳ luôn. Tại vì do là khách hàng của bên em đặt hàng mà em không ship đi được, em ngại cực kỳ khi ngại. Thủy Vạm ơi, một tuần chị sẽ like lẻ đúng một ngày duy nhất. Nếu tăng cường thì cũng chỉ lên nổi 2 ngày thôi. Và bình thường em ở bên xưởng chứ em không ở nhà. Bình thường thì em phải đóng buôn và đóng xỉ rất là lớn. Nhưng mà vì do là nhu cầu của các mẹ mua hàng rất là nhiều, nên em buộc phải sắp xếp thời gian để em like cho các bạn. Đó, không hôm nay thì không có sách nách. Ít bữa chắc bữa nào cũng phải có sách nách, ít bữa nữa phải có sách nách. Mai Hương ơi, hôm nay thì bé trai say nhí có tay 39.000 một bộ, sở hữu cho con một combo là 6 bộ là 234.000, 6 bộ luôn. Rất là đẹp, cho con mặc sách em có tay này đi, cho con nó đi học. Đấy, rất là đẹp luôn, cho con đi học. Dạ chị Triều Tâm, chờ em một xíu, chị nhớ inbox cho em nhé. Đây em nói nhanh cái bộ bé gái đây ạ. Bộ bé gái của chúng ta là 25 đến 45 kg, và giá của chúng ta là 295.000, tức là 295.000 năm bộ. Tức là sao ạ? Chỉ có 59.000 một bộ thôi, các bạn lưu ý giùm em. Đó, 25 kg cho đến 45 kg các bạn nhé. Chị ơi, có bộ bé gái quần dài không? Hôm nay thì không có quần dài đâu. Trần Hương ơi, tại hôm nay thì hè nóng lắm rồi. Sài Gòn hay là miền Bắc cũng bắt đầu thời tiết bắt đầu nóng, nóng một cách kinh khủng khiếp. Sài Gòn nay là 35 độ rồi, đi ra ngoài là muốn vã mồ hôi luôn. Ngồi trong nhà còn không chịu nổi luôn. Bộ Tục Tiểu ơi, à Tiểu Đỉnh chứ, xin lỗi. Đây chị Tâm Chiều nhớ lưu ý inbox cho em nhé. Đây ạ, tức là đây là bộ đại bé trai. Các bạn lưu ý giùm em, bộ đại bé trai thì hôm nay là bộ thương hiệu hàng cao cấp, 25 đến 45 kg, có size từ 25 kg đến 45 kg. Các bạn lưu ý nhớ inbox nhanh cho em. Hôm nay thì không có bồ lanh, nhưng mà chắc là phải vài ba bữa nữa thì phải có đồ lanh cho các bạn rồi. Bởi vì thời tiết em thấy là càng ngày càng tăng cao rồi. Đồ lanh thì chỉ mặc trong mùa hè, xong mùa hè thì lại phải bỏ, bởi vì sao ạ? Nó nhăn, nó màu, nó cái độ của nó là cái độ bền của đồ lanh thì không thể nào bằng đồ cô tông. Đấy chị Triều Tâm ơi, hàng này hàng thương hiệu cao cấp, là của chúng ta là 285.000. Chị Triều Tâm chưa hỏi giá mà chị đã đặt rồi, bởi vì khách hàng thân thiết của em. Nhưng mà lưu ý cho em số điện thoại và địa chỉ chị Triều Tâm nhé, chứ không ngày mai là các bé lại không chốt được, khổ thân. Chị nhắn giùm em là số ký của con luôn chị nhé. Đây ạ. Hàng thương hiệu cao cấp, vải cô tông 4 chiều chính phẩm loại 1. Đấy, cảm ơn Nhàn Vĩnh Lương. Có 3 màu, 285.000, 95.000 một bộ, 95.000 một bộ các bạn nhé. Hàng này các bạn đi ra ngoài mua thì nó phải trên 150, không thể nào rẻ hơn, chắc chắn luôn. Dạ, cảm ơn chị Đặng Ngân. Rồi, buồn ngủ rồi hả? Rồi chị em chúng ta chuẩn bị nghỉ like, em chuẩn bị tắt like đây ạ. Một buổi tối thì em chỉ like một xíu như vậy thôi. Đây bộ bé gái nhí đây các bạn lưu ý giùm em. Bộ bé gái nhí của chúng ta là bộ Alibaba, một combo 5 bộ và giá cũng vậy. Đúng ra là cái bộ combo Alibaba này em sẽ phải bán giá tầm khoảng 45.000.
Nhưng đúng rồi Thành Như, ok Thành Như. Nhưng em vẫn bán một cái giá cực kỳ tốt cho các bạn là làm sao ạ? 195.000 sở hữu luôn 5 bộ cho con, chia ra là 39.000, các bạn hình dung không? Các bạn có tin được cái bộ đồ này là 39.000 không các bạn? Các bạn cứ thử nghĩ coi xem bộ này mà 39.000 thì các bạn may ở đâu ạ? Chị không, chị Triều Tâm ơi, chị cho lên như thế này là ngày mai bên em không tìm được. Tại vì trong một cái like mà nó quá nhiều comment, tới tận mấy ngàn comment mà ngồi dò lại comment của chị không dò được. Chị thoát like ra, chị inbox giùm em chị nhá. Chị gửi tin nhắn đi ạ. Tức là để em hướng dẫn cho chị, tại chị Triều Tâm là dễ thương lắm, mua hàng nhiều lắm luôn mà không đây chị Triều Tâm ơi, tức là ở chị thoát like ra nhá. Ở đây là cái trang mà em like chị này, đây là em cái like mà em chị đang coi like nhá. Chị thoát like một cái thì ngay kéo lên phía trên nó có cái nút màu xanh dương là gửi tin nhắn. Chị bấm vào cái nút màu xanh dương gửi tin nhắn này, chị gửi cho em địa chỉ số điện thoại của chị này, rồi chị ghi rõ giùm em là combo cái mã đặt hàng của con đấy, của chị ấy, tức là con 35 kg. Đó, chị ghi rõ giùm em. Tiểu Dĩnh ơi, ok em cũng inbox cho chị nhé. Tiểu Dĩnh thì cũng khách hàng thân thiết. Hầu như là bên em được cái là một may mắn, một điều là đa phần là khách hàng thân thiết nhiều lắm. Chắc là em phải làm một cái thẻ thân thiết cho các mẹ luôn. Đây các bạn nhìn không ạ? Đây là khách hàng đã inbox đây. Tức là bên em này. À, Thủy Phạm ơi, Alibaba là từ 97 kg cho đến 23 kg. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, khách hàng inbox đây ạ. Đó, em kéo muốn mòn cả móng tay rồi mà giờ này vẫn chưa hết đơn. Thì các bạn cứ inbox cho em nhé. Đây, tức là mới inbox tức thì đây. Thế ạ, 21:12 đấy. Các bạn kéo lên giùm em. Đó, các bạn hình dung không ạ? Đơn hàng nó như thế này, ngày mai thì bên em nếu mà không inbox thì làm sao mà chốt hết được, bởi vì do là nó quá nhiều. Nhân viên là ngày mai mà các bạn cứ ghi rõ cho em như thế là xong. 21:21 mà quá trời bạn trong một cái giây như vậy mà các bạn nhắn như thế này đấy. Gọi là fan cứng. Cho oai chị nhỉ. À, anh Ngọc ơi, hôm nay thì không có, nhưng mà em yên tâm đi, cái gọi là cái bộ này là không kém đâu nha. Bộ này là chẳng qua là chị, tức là các bạn hình dung được không, nó là vải xuất dư. Cái vải xuất dư khi mình nhập nguyên một cái lô vải xuất dư về thì cái giá thành mình ôm một cái số lượng vải, ví dụ như khoảng chừng 30 tấn, 20 tấn hoặc là ít nhất là 10 mấy tấn thì về, thì bao giờ cái giá nó cũng rất là tốt. Mua từ biên giới về thì cái giá rất là tốt, thì mình lên được những cái bộ đồ cạnh tranh như thế này. Chứ thực chất thì cái vải nó không có kém chất lượng đâu, các bạn yên tâm nhá. Nói là cứ tưởng là 39.000, eo ơi sao giống như cái hàng gì ngoài chợ. Nếu em bán hàng 39.000 mà nó bằng ngoài chợ thì khách hàng nó sẽ về quay lại nó chửi em ầm ầm á, nó sẽ, các bạn sẽ không bao giờ quay lại ủng hộ lần thứ hai đâu. Mà tại sao mà các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ em, bởi vì do là lý do đó. Tại vì sao ạ? Em bên em sẽ có những sản phẩm nhập được những cái lô vải giá thật là tốt, lên làm sao để cái giá thành tốt nhé các bạn. Bởi vì làm sao em thấy được như thế này này, xung quanh em và thậm chí các bạn nhân viên, các bạn công nhân của bên xưởng em cũng vậy, con nhỏ nhiều nheo nhóc tội nghiệp lắm, đi ở trọ đồ này kia, thậm chí đi làm công nhân rất là vất vả, lương thì hai vợ chồng cả tháng không biết được có chục triệu không, mà nào là chi phí này, tiền học, tiền nhỏ ở trọ đồ này kia, rồi tiền học, tiền hành, tiền sữa, chưa kể tiền con ốm con đau. Đó, nên bởi vậy nhiều khi mua được bộ đồ mà nếu mà ví dụ như ước ao mua đồ cho con đẹp đẹp một xíu thì giá thành cao. Nên em luôn luôn tâm niệm điều đó, em muốn rằng là sản phẩm đến với người tiêu dùng phải làm sao. Thứ nhất, cái sức khỏe phải an toàn, nên cái chất liệu vải em chọn rất kỹ, rất rất kỹ. Làm sao để nó là phải là cô tông chứ em không làm hàng pha. Đó là cái đặc thù bên em. Combo bé trai thì nó có hai loại luôn, cơn gió hạnh phúc gái yêu của chị. Cơn gió hạnh phúc cũng là khách hàng rồi. Tức là bộ bé trai size nhí này là từ 7 kg cho đến 23 kg. Bộ bé trai size đại này từ 25 kg cho đến 45 kg nhá. Một combo bao nhiêu tiền shop? Chị Hồ Yến ơi, chị muốn hỏi combo nào ạ? Combo bé gái từ 7 kg cho đến 23 kg, 200, sorry mọi người, bộ bé gái này là 5 bộ 5 màu, 195.000, sở hữu 5 bộ cho con, 39.000 một bộ, các bạn lưu ý giùm em nhá. Em like nhanh rồi xong em nghỉ luôn đấy ạ. Rồi, 5 bộ 5 màu 195.000, có size từ 7 kg cho đến 23 kg, các bạn lưu ý nhá. Rồi xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xin phép nghỉ. Và đừng quên cái áo yếm của em, bởi vì áo yếm này các bạn ơi, áo yếm của em là 100.000 ba yếm, 100.000 ba yếm, các bạn lưu ý nhé. 100.000 ba yếm, áo yếm này để kết hợp với cái quần đùi hay chân váy gì cũng xinh, rất là xinh luôn. Trời ơi Tiểu Dĩnh ơi, cái quần chân, cái áo yếm này mua cho con này cưng, đẹp quá à. 100.000 ba yếm, cái áo này yếm đẹp lắm, áo yếm này vải đẹp lắm nha các bạn, vải đẹp cực kỳ luôn, vải đẹp đã lắm, vải này đã lắm các bạn. Đó, combo cho bé Đặng Ngân ơi, con trai hay con gái? Đây, các bạn nhìn này. Cảm ơn anh Trần nhé, nhớ inbox nhé. Em bị hack rồi nên em mới gọi lại được đó. À vậy hả, sao khổ thân vậy? Đặng Ngân ơi, con trai hay con gái? Dạ, vâng, Phát Lân. Dạ, chị Phát Lân ơi, nhớ hay inbox cho em nhé.
cứ inbox cho em đi ạ, ba yếm thiên vi 100.000 ba yếm, cứ để inbox cho em từ 6kg cho đến 23kg là cứ vậy đi, trong khoảng đó. Quần áo gì bận với áo yếm không Nhung? Trời ơi, bé này Huệ Trần, đây cái quần này nãy mới phối cho các bạn xong lại đi hỏi chị Nhung. Đây, mới phối đây, tức là mua cái bộ này là mặc để đi học. Các con đến trường, các con mặc những bộ đồ này cho nó lịch sự, cho nó duyên, nó xinh. Đấy, trời nắng thì có những cái bộ đồ che cánh tay lại cho con để nó khỏi bị gọi là cháy nắng. Nhưng khi về đến nhà hoặc là những lúc nào mà đi móng dâm thì các bạn quất lên cái này. Đấy, trời ơi, ta nói là mặc luôn cái áo yếm này với đi cái quần này chứ cần chi nữa. Nãy giờ ta phối tức là hôm nay là bán 1 thành 2 đó các bạn ạ. Bán 1 thành 2 đấy, cái 1 set thành 2 đấy. Em chuẩn bị nghỉ, các mẹ cứ nghỉ ngơi nha. Các bạn bạn nào mà mua xong rồi lấy em đủ màu ở lấy màu đen đừng ác. Ừ, Quỳnh Như, em cứ inbox với chị Nhung nhá. Cứ inbox với chị Nhung là được. Đấy, đấy, thấy chưa? Nói không sai, cưng không? Cưng cực kỳ đúng không? À, chị Tiên Nguyễn ơi, em váy ấy chị Nhung. Trời ơi, váy thì không, váy thì có váy jean trong kia. Nhưng hôm nay thời tiết, hôm nay thì buổi chiều hôm nay không kịp soạn hàng. Có váy jean để ít bữa chị like cho. Hôm nay mình mua áo yếm đi chứ ít bữa nó lại hết áo yếm nhé. Hệ Trần nhá. Rồi cảm ơn các bạn và cảm ơn các bạn đã ủng hộ em. Những bạn nào vô sau mà chưa kịp theo dõi like thì có thể coi lại like và nhớ inbox cho em địa chỉ số điện thoại, số ký của con và những mã đặt hàng ghi rõ cụ thể cho em để mai bên em sẽ chốt đơn. Tạm biệt mọi người và chúc bạn mọi người ngủ ngon ạ.